Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với vòng thi sĩ của Chung kết Thế giới 2023. Chúng ta đang chuẩn bị đến với 8 cặp trận đấu B1 ở trong ngày thứ năm này. Và cặp trận đấu đầu tiên là một cặp trận đấu đang rất đáng để thể mong đợi. Thiết Hoa và đối thủ của họ, Team Liquid. Đây là một cặp trận đấu rất nhiều duyên nợ khi mà ở trong đội hình của Team Liquid ở thời điểm hiện tại. Có đến 2 người đã từng khiến Faker và T1 ôm hận. Đó chính là Pyosik trong đội hình của Ranik vừa mới vô địch năm ngoái. Và đó là CoreJJ trong đội hình của Samsung Galaxy năm 2017. Đây đều là những cái người đã từng gieo sầu cho bên phía của T1. Và đây là cơ hội tuyệt vời để T1 có thể trả được mà gọi là một mối thù nhẹ nhẹ với chính Pyosik. Đúng là như vậy, và Pyosik ở trong đợt chung kết thế giới trước đó, đó là một nhà vô địch. Nhưng khi mà đến với lại trong trận đấu chung kết thế giới ở trong ngày thứ hôm nay, thì cái này cho Pyosik cũng đã vơi dựng một phần ở đó cái phong độ của anh ta. Và đội hình của Team Liquid ở trong giai đoạn đầu của mùa xuân, họ là đội được đánh giá rất cao dựa trên đội hình gần như là những ngôi sao tuyệt vời nhất của bên phía LCK. Nhưng khi họ đến với Team Liquid, bắt đầu dần dần có những vấn đề về khả năng kết hợp với nhau. Và từ đó việc phải thay đường giữa anh chàng APA, một trong những anh chàng đi đường giữa hiện tại, đã mang là một niềm tin rất lớn và giúp cho anh phải có Team Liquid có được một thứ hạng khá là ổn trong bài xếp hạng của LCS mùa giải vừa rồi. Từ đó Team Liquid đến được với chung kết thế giới. Nếu mà so mặt sức mạnh, hiện tại T1 được đánh giá cao hơn. Chắc chắn là như vậy rồi. Những cái gương mặt của T1 đều là những gương mặt mà các bạn đã thấy khá là quen. Tuy nhiên với chấn thương của Faker ở giữa mùa hè vừa rồi ấy, thì mọi người đều có thể nhìn thấy được là Faker quan trọng như thế nào với đội hình của T1 ở thời điểm hiện tại. Khả năng kêu gọi, khả năng nắm giữ nhịp độ trận đấu vẫn đang được Faker phát huy hết sức để có thể giúp cho 4 người đàn em của mình có một kết quả tốt hơn. Tuy nhiên tôi sẽ nói thêm về đường giữa của Team Liquid một chút, bởi vì anh chàng này thực ra năm ngoái cũng đã để lại một dấu ấn khá là rõ nét. Các bạn có thể biết là năm ngoái khi mà chung kết thế giới diễn ra ở Bắc Mỹ, thì ở bên phía Bắc Mỹ có một cái gọi là Champion Queue, khi mà mọi người vào được server Discord và sẽ được phân vào các trận đấu để có được cái trình độ cao nhất. Thì APA là người có số điểm cao nhất tại Champion Queue. Ở trong cái giai đoạn đấy, anh ta luôn luôn có được những cái kết quả tốt khi đi đường giữa, ngay cả với những tuyển thủ đến đấy để tập luyện cho kỳ chung kết thế giới. Đó là lý do tại sao mà ở khoảng đầu năm nay, anh ta đã được gọi là thi thử vào bên phía của Team Liquid Academy. Và sau khi thi đấu một mùa xuân ở Team Liquid Academy, thì đến mùa hè, Team Liquid đã nhận ra được cái tiềm năng của APA và anh cho anh ta một suất đánh chính. Và dĩ nhiên anh ta cũng không gọi là phụ lòng những cái người đã tin tưởng. Anh ta đã mang Team Liquid đến với chung kết thế giới này ở cương vị là seed 3 của khu vực LCS. Và đây thực sự là một cái hành trình của một cái người nó rất là kiên nhẫn. Từ năm 2019 anh ta đã bắt đầu thi đấu tại các đội nghiệp dư và bán chuyên. Và ở đến năm 2023 này, sau 4 năm thì anh ta đã đến được với chung kết thế giới với một cái đại diện của khu vực LCS. Và còn trong cái đó thì các đội của T1 họ đang mang đến một đội hình cực kỳ khỏe khoắn với ba cái chiếc huy chương vàng trong đợt ACS vừa rồi. Chắc chắn là sức mạnh của họ cao hơn rất là nhiều so với đội tuyển bên kia chí tiến. Nên nhớ ở đợt ACS đó, Zed đã có màn trình diễn rất tuyệt vời, và chưa kể đến Faker thì đảm nhận một vai trò rất là tuyệt vời ở khả năng tặng chữ ký. nói chơi vậy thôi, chứ thật sự mà nói thì Faker luôn luôn là một huyền thoại. Faker luôn luôn là người đã mang lại cái tinh thần vô cùng lớn. Chúng ta nên nhớ thời điểm khi mà bên phía của T1 họ vắng Faker, tinh thần của bên phía T1 hơi khó để có thể nói rằng là họ có được những cái giai đoạn tích cực của họ. Nhưng khi Faker quay trở lại, T1 quay trở lại, T1 thắng liên tục ở trong những trận đấu playoff, và họ chỉ bị đánh bại trước một độ quá mạnh như là Genji. Genji thời điểm này vẫn đang là một trong những thời điểm mà họ quá bùng nổ khả năng phong độ, họ quá bùng nổ khả năng phong lý, và họ đang đạt đỉnh cao của sự danh vọng, cho nên rất khó. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị vài giây nữa thôi để đến với cặp trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay.
붉게 물드는 가을빛과 함께 서울이 서서히 깨어납니다. 꿈꾸는 이들 그들의 하루가 시작됩니다. When Fnatic was in Korea, they made it to finals. I'm here to continue their legacy. 사실 저번에 우승했을 때 한국에서 이제 월드를 하게 됐는데 즐거운 일, 我又回来了. các bạn sẽ thấy chúng tôi tận hưởng nó từ đầu đến cuối. This format looks chaotic, but for me, it's never been a downside. NA의 새로운 모습을 보여드리도록 하겠습니다. something inside of me was telling me you will go back to words one day. It took me a year and a half to learn this role, but now I finally got it. Korea is my last chance. 옛날의 초비는 긴장했지만 지금은 그럴 때가 지났다고 생각합니다. 새로운 세대의 시작입니다. 트로피. There was just a lot of disappointment. 일단 작년에 제가 월드 챔피언십에 진출하지 못해가지고 되게 안타까웠는데. Big mistake there from Ben. I'm turning and falling apart. 在过去的两年中，我也有很多遗憾吧。过去的已经过去了，更重要的是现在的挑战。 We've always been the underdogs. We've always been doubted. But look who's here. I'll never give up. I'll never give up. One person can carry it, but it's a huge burden. We have to forget. 그들은 한 팀입니다. 골든 로드 스프링 MSI 서머 그리고 월드 우승을 한 팀에게 주어지는 영광입니다. 그 어떤 팀도 아직 달성하지 못했습니다. 진동 그들이 도전합니다. 새로운 동료들과 다시 한번 트로피를 들어보겠습니다. 아무도 보지 못한 스테이지. 더 이상 실수할 여지가 없습니다. 모든 시합이 중요합니다. Grind the glory. Golden Road. 저희가 맡겠습니다.
Vừa rồi các bạn đã được xem rất nhiều những nước mắt, rất nhiều những hy vọng, và đặc biệt là rất nhiều những câu đối để đạt được những danh vọng cao hơn như là Cap, như là The Shy và còn rất nhiều thành viên khác. Ngôi sao họ trải qua rất nhiều năm của Chung Kết Thế Giới, có những cuộc quay trở lại, có những điều tiếc nuối, và quan trọng hết là có những kẻ sẽ muốn phục thù. Chính xác như vậy. Và trong cái trailer vừa rồi các bạn có thể thấy được là con đường hoàng kim Grand Slam của Chung Kết Thế Giới, Grand Slam của Liên Minh Huyền Thoại đang có thể được hoàn thành bởi Jin Dong. Và Faker đã tuyên bố chúng tôi T1 sẽ là những người chặn đứng con đường hoàng kim đó của Jin Dong. Đây quả thực là một cái cốt truyện nó quá là hay ở thời điểm hiện tại. Và đây trên màn hình của các bạn, đấy chính là đội hình ra quân của T1. Đội của T1 vẫn sẽ giữ nguyên và thôi, sẽ không có bất cứ một thành viên nào thay đổi cả. Đường trên sẽ là Zed, đi rừng sẽ là Honor, đường giữa là Faker và cặp đôi xạ thủ hỗ trợ Guma Yuzi và Carrier. Vâng, đây là một trận đấu khai mạc có thể nói là quá tuyệt vời dành cho các khán giả Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới cũng như là các khán giả Liên Minh Huyền Thoại của Hàn Quốc. Bởi vì T1 vẫn đang là đội có thể sở hữu lại lượng fandom hùng hậu bậc nhất, và đối thủ của họ đấy chính là Team Liquid, cũng là một cái tổ chức esports có cái lượng fan rất lớn ở khu vực Bắc Mỹ. Và tất nhiên có cả lượng fan của những đội đấu với T1 nữa. Đúng là như vậy. Và chắc chắn rồi, fan của LCK, fan của T1 đang được diễn kiến một đội hình với một khát khao chức vô địch rất cao. Nó không chỉ ở trong ngày thi đấu hôm nay mà sẽ còn rất rất nhiều ngày thi đấu sau nữa. Lửa hừng hực, lửa đam mê của họ đang vô cùng cao. Và đối thủ của họ ở trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là các thành viên của Team Liquid. Đó là Summit của đường trên, Bao Xích ở khu vực đi rừng, đường giữa sẽ là APA, và cặp đôi xảo thủ trợ sẽ là Yeon và KoJJ. Đây là một đội hình rất mạnh đến từ khu vực LCS với sự bổ sung của APA. Đây là một đội hình mà chúng ta có thể nhìn thấy có đến 4 người Hàn và chỉ có một người Mỹ mà thôi. Nhưng mà Yeon thì trưởng thành ở khu vực Bắc Mỹ nên ta có xuất đội binh. KoJJ thì đã ở khu vực LCS từ rất lâu rồi. Thế nên nửa dưới của Team Liquid sẽ được coi là các xuất đội binh. Còn Summit và Parasit là hai ngoại binh trong đội hình này. Huấn luyện viên của Team Liquid thực ra cũng là một cái tên rất quen thuộc, đấy chính là Renover, một người cũng đã thành công với việc là thi đấu tại Fnatic và sau đó là chuyển sang khu vực LCS, cũng có những thành tích nhất định và bây giờ đang là huấn luyện viên trưởng của Team Liquid. Thành tích của Team Liquid ở trong đợt playoff vừa rồi cũng tương đối là ấn tượng, 54.5%, 22 game và 54.5% trên trung bình, một trong những điểm số cực kỳ là ổn dành cho các thành viên của Team Liquid. Nhưng T1 thì đang có một cái thông số nó tốt hơn rất nhiều. Họ đang chiếm được cái tỷ lệ thắng rất cao ở trong đợt đấu playoff. Đúng là T1 khi vào vòng bảng thì ta vẫn chưa biết như thế nào, nhưng ở trong những trận đấu định mệnh, những trận đấu có thể quyết định sống còn của họ thì họ thi đấu quá tuyệt vời. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân để giúp cho họ có được cái seed thứ hai đến với Chung Kết Thế Giới. T1 ở thời điểm hiện tại vẫn đang được đánh giá là một trong 5 đội mạnh nhất theo xét theo rất nhiều mặt tại Chung Kết Thế Giới lần này. Tuy nhiên, họ có thể chứng minh được sức mạnh đấy ở ván đấu đầu tiên này hay không? Chúng ta có một trận đấu BO1. BO1 thì cái sự bất ngờ trong việc ban pick, cái sự bất ngờ trong những cái pha xử lý đầu trận sẽ là yếu tố then chốt, chứ không phải là một cái đẳng cấp hay là một cái phong độ nào đó nó sẽ mang được cho bạn các chiến thắng. BO1 là nơi của những sự bất ngờ, nơi của những sự thất vọng, và để xem Team Liquid có thể làm gì trước T1 mà hay không. Ngay cả Pyosik cũng là một người tượng trưng cho những sự bất ngờ như vậy, khi anh ta có một bể tướng rất dị và hoàn toàn có thể mang ra tại những trận đấu BO1 như thế này. Đúng là như vậy, Pyosik sẽ có được khá nhiều vị tướng ở trong meta này. Nên nhớ con Vigo khoảng thời gian gần đây đang là một trong những vị tướng khá là hot ở trong vòng đấu play-in. Và Pyosik là một trong những người chơi Vigo cũng khá là tốt. Còn trong đó phía bên kia chiến tuyến, Honor có thể sẽ tiếp tục trung thành với con bài Maokai. Bởi vì đây vẫn đây là một trong những vị tướng rất là ảnh hưởng, chiêu cuối đẹp, khả năng kiểm soát tầm nhìn tốt. Nếu như kết hợp được với Rakan nữa thì chắc chắn rồi, việc mà sáng toàn bộ bản đồ là nhiệm vụ tối ưu và cũng là nhiệm vụ rất đơn giản cho con Maokai kết hợp cùng với con Rakan. Và Team Liquid để xem ngày thứ năm này họ sẽ thi đấu như thế nào, đến với cấm vai chọn giữa T1 và Team Liquid. Meta của đi rừng đang là gọi là lợi thế cho bên phía T1 một chút, khi những tướng tủ của Honor đều có thể xuất hiện. Maokai, Viego, Lee Sin, Javan đều là những chất tướng mà Honor đã sử dụng rất nhiều. Không còn đó là những cái chất tướng tăng như là Sejoni hay là những cái chất tướng mà cần phải gọi là có những cái sự can thiệp sớm như Poppy chẳng hạn. Thì đó không phải là những chất tướng mà Honor có thực sự được cái khả năng xử lý tốt. Nhưng có một quân bài đang có một tỷ lệ thắng rất thấp tại giai đoạn vòng play-in vừa qua. Đấy là Lee Sin, khi chỉ có 1 chiến thắng và 8 trận thua trong vòng play-in.
nên đây có thể coi là một cái chỉ số nó không tốt lắm với một vị tướng thầy Tumo này. Còn trong khi đó thì vị tướng ở khoảng này gần đây có một cái chỉ số nằm xuống khá là cao, đó là Rioton ở khu vực đường trên. Mặc dù ở trong tỷ lệ đi đường thì Rioton vẫn có được tỷ lệ thắng khá là tốt, nhưng khi vào những pha tranh Rioton nằm xuống khá là nhanh, nó khiến cho khoảng này gần đây Rioton đang là một trong những vị tướng được chú ý rất nhiều khi mà khả năng gánh team của nó đang tương đối bị hạn chế. Và T1 đã chống xuống những vị tướng cắm, họ cắm Zeke, Nico và Kalista. Team Liquid đáp trả ngược lại, họ cắm Azi, Bobby cũng như là Kalin. Sự lựa chọn đầu tiên là Faker, rất hợp với lối chơi của ta trong khoảng thời gian gần đây. Một Orina không thể giữa, ngay từ giai đoạn sớm, Team Liquid sẽ có được hai sự lựa chọn. Họ sẽ chọn sớm cho Pausik hay là sẽ chọn sớm cho cặp đôi xảo thủ đó. Chúng ta đã từng nhắc đến combo Rakan với cả Orianna, cái combo mà chính T1 đã đem ra để lật lại được một ván đấu 10.000 tiền. Nó là trong tay của Faker và con Rakan trong tay của Wolf. Và đây, liệu chúng ta có nhìn thấy Rakan của Kyria hay không? Nhưng Pausik một lần nữa đang nhá hàng con Hecarim, là một chất tướng đã gieo sầu cho tính T1. Đây là một màn cá khịa nhỏ nhỏ của người đi rừng bên phía Team Liquid, nhưng sau đó anh ta lại khóa vào Lee Sin để đi cùng với Syndra. Như vậy hở ra quân bài Viego, Maokai hoặc là Sejuani, những chất tướng đi rừng vẫn rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Và cả Javan nữa, T1 có thể sẽ lấy Javan để có thể hỗ trợ tốt với cả Orianna. Và giờ thì T1 với việc nếu như họ lấy thêm Javan nữa thì chắc chắn họ sẽ lộ đế định với một đội hình rất mạnh mẽ, khả năng combo combo. Nhưng sau đó họ chuyển sang một Ash ở trong đợt play-in vừa rồi, không là 0%, không một sự lựa chọn, không bất cứ một lượt cấm, và đặc biệt hơn hết là không hề xuất hiện ở trong bất cứ ván thi đấu nào cả. Cho nên Ash ở trong game tháng này sẽ là một trong những sự lựa chọn mà chúng ta sẽ có rất nhiều sự bất ngờ. Kết hợp thêm Rata Class, chứng tỏ là T1 họ đang rất sẵn sàng để bước vào trong cặp trận đấu này với tâm thế tôi sẽ đánh trên cơ của vị dưới. Còn bên phía Team Liquid, họ đang suy nghĩ đến khả năng tấn công cực kỳ mạnh, mặc dù nó cũng sớm đó nhưng sẽ đòi hỏi khá nhiều kỹ năng cá nhân. Họ đang giữ nguyên con Jone ở có thể sở khu vực đường trên, và APA sẽ xử lý con bài Syrah ở khu vực giữa. Chứ không, họ cảm giác đây là một sự lựa chọn nó tương đối mạo hiểm, bây giờ còn quá nhiều kèo để có thể thi đấu. Thì họ chuyển sang một Aphelios ở khu vực dưới đánh chậm để cho chắc. Các bạn có thể nhìn thấy cả hai bên đều cấm những xạ thủ mà đi đường rất khỏe ra đoạn đầu, đấy là Kalista với cả Caitlyn. Vậy thì sau khi mà cấm hai vị tướng này thì vị tướng nào đi đường mạnh nhất? Đấy chính là con bài Ash cộng với Reza Class. Đây là bộ đôi đè đường rất mạnh, và các bạn có thể nhìn thấy được bộ đôi này đè được hầu hết các xạ thủ bây giờ đang hot như là Jerry, Aphelios, Saya hay Kai'Sa. Bộ đôi này có thể bắn ở những cấp độ đầu tiên luôn với một tầm cấu máu tốt và khả năng kiểm soát bản đồ tốt nữa với con Ash và những tình huống ưng tiễn. Thì T1 đang có một cái màn cấm chọn rất mạnh mẽ về mặt kiểm soát bản đồ và kiểm soát tầm nhìn. Cái nên đây là sự lựa chọn cấm đến từ các thành của T1. Còn trong cái đó Team Liquid họ đang muốn hạn chế được khả năng mở vô tranh cực kỳ tốt đến từ đội hình này của T1. Mới một Orianna và Ash cảm giác chưa đủ, vẫn chưa đủ cái sự sảng khoái và khả năng mở vô tranh. T1 sẽ có thêm nhiều tham vọng, Team Liquid đang ngăn cản cái tham vọng đó. Họ đang cần phải suy nghĩ thêm một lượt cấm nữa, cũng có họ quyết định là cấm Nat. Nat là một vị tướng đảm bảo hợp với Ash, hợp với lại Orianna, chưa kể đến rất hợp với khả năng đi đường. Bởi vì trong thời đại hiện tại, một vị tướng nửa nạc nửa mở bắt đầu dần dần quay trở lại, và Na là một trong những minh chứng cho câu chuyện đó. T1 cấm lít rằng họ muốn hạn chế khả năng đánh đầu game của Team Liquid. Nhưng bây giờ nếu mà Team Liquid không lấy Kassante ở đường trên thì đội hình của T1 lắp Kassante vào là rất đẹp, khi mà Kassante sẽ là người cầm cái quả cầu của Orianna để có thể băng vào. Nhưng sau đó là CoJJ muốn có một khả năng bảo vệ tốt hơn dành cho con Aphelios này. Thực ra T1 hoàn toàn có thể nghĩ đến một cái combo mà đảm bảo chắc chắn là có con Ash thì đội hình của Team Liquid rất khó chơi, đấy là Nocturne. Nocturne với cả Ash, hai chiêu cuối lần lượt được tung ra thì ít nhất là Aphelios sẽ phải mất đi một phép bổ trợ nào đó. Và khi đã mất đi một phép bổ trợ rồi, vị tướng còn lại mới tung chiêu cuối ra thì sau đó băng vào, thì Aphelios khả năng đi là rất cao. Liệu bên phía T1 có muốn chơi như vậy không, hay là họ sẽ đánh một cách truyền thống hơn, đấy là chọn Maokai để kiểm soát khu vực sông. Quyết định của T1 cũng sẽ là một lựa chọn nó gần tương tự với Nocturne, đấy là Sejuani khi mà đại băng tiện tung ra lấy phép bổ trợ, rồi sau đó chúng ta mới tung ra hầm ngục băng giá của con Sejuani này. Đây là một lựa chọn khá là thú vị. Và cái quan trọng khác là T1 họ cần những cái lớp dày cứng ở phía trước, họ không thể nào có thể dựa vào con Nocturne được. Nocturne tương đối là mỏng, và nếu như lao vào xong thì đội này sẽ rất dễ bị tách ra, bởi vì ba thành viên tuyến sau bạn đã tương đối là mỏng manh rồi, cho nên T1 sẽ tương đối khó. Và T1 sẽ cần phải có sự lựa chọn của mình trên ngay từ giai đoạn sớm, Kassante để gia tăng thêm khả năng cứng cấp, nhưng đi đường sẽ hơi tương đối bất ổn. T1 vẫn là một tinh thần thi đấu rất cao với khả năng cống hiến dựa trên lượng sát thương rất lớn đến từ con bài dây. Một đội hình đang mang lại một sự tin vô cùng lớn, bởi vì bạn chơi đội hình này là bạn phải tự tin lắm. Thứ nhất, cơ động khá kém.
chỉ là một Reta Cass, chỉ là một Ash cộng kèm theo Orina và Zay đều là những vị tướng không kỹ năng lướt, bạn chỉ dựa trên mỗi con Sejuani, cho nên bạn sẽ rất dễ để có thể bị tấn công. Còn trong đó Team Liquid, họ đang có khả năng công cụ đánh nhau từ xa khá ổn, họ đang có được con tan kiểu, họ đang có được một con reo bắt bớ một tình huống ở đó và tình huống nhảy từ đằng sau nhảy ra và sử dụng sức hút kinh hoàng, và chưa kể đến Team Liquid nâng cấp mức độ cứng cáp lên bằng cách lấy Kassante gắn vào đội hình này. Mặc dù nó sẽ tương đối nguy hiểm khi đi với lại Zay, với gì tỷ lệ thắng khá là khó, nhưng nếu như bỏ qua được giai đoạn đi đường đến với những tình huống giao tranh, Team Liquid vẫn có thể nở nụ cười. Vấn đề ở đây là Team Liquid đang có một đội hình kéo về giai đoạn cuối trận rất tốt với Syndra, với Aphelios và với Kassante. Trong khi đó đội hình của T1 là một đội hình cấu rỉa từ xa và mạnh sớm ở giai đoạn đầu trận với Ash, với Sejuani, với Jay. Sau đó ở giữa trận là cái lúc mà đội hình này sẽ là mạnh nhất với khả năng khởi động giao tranh liên tục của những cái chiêu cuối, như là chiêu cuối của Reza Class, chiêu cuối của Ash hay là chiêu cuối của Sejuani. Kèm theo đó là lượng sát thương tăng tiến theo thời gian của Orianna và Jay. Đây là những điều mà T1 sẽ ỉ vào ở giai đoạn giữa trận, và ở giai đoạn này họ phải lăn một quả cầu tuyết thực sự mạnh mẽ để kết thúc trận đấu sớm. Chứ về sau ấy thì Syndra hay là Kassante sẽ là những vị tướng mà không thể khắc chế nổi. Mà chưa kể đến là thật ra ở trong giai đoạn giữa của ván thi đấu, con Syndra với những tình huống quét tan kiểu đẹp đó cũng sẽ có thể mang lại một nguồn kinh tế rất lớn dựa trên những mặt hàng của bạn có được ngay sau đó. Chỉ có một vấn đề đến từ Team Liquid, ở trong giai đoạn đầu và giữa ván thi đấu, khả năng dứt điểm của họ nó hơi khó để so bì với lại phía bên kia chiến tuyến. Đây là một đội hình của Zay, đây là một đội hình có khả năng phá chân rất tốt cộng kèm với Orena, chứng tỏ là khả năng dứt điểm là một khoảnh khắc rất là tốt, cho nên Team Liquid sẽ cần phải để ý điều này. Nếu như họ bắt lẻ ok, họ lấy những nguồn tài nguyên khá tốt rồi sau đó hướng đến những mục tiêu lớn cũng ok, nhưng chắc chắn rồi những pha giao tranh họ sẽ phải rất kỹ càng. Bởi vì dù gì mà nói thì đội hình của T1 rất nhiều sát thương, để cho bạn bị rỉa từ từ thì rất khó để có thể đánh. Đội hình của T1 sẽ đánh rất mạnh ở cánh dưới, khi mà Jay ở giai đoạn đầu có lẽ là sẽ có một vài sự can thiệp của Honor để cho giữ lính và có thể là lấn lướt ở dài cái khía cạnh đẩy đường thôi. Nhưng ở cánh dưới là một cánh mà T1 hoàn toàn có thể tấn công và dứt điểm luôn đối phương với khả năng khống chế của Reza Class và khả năng cấu rỉa trước của Ash. Đây là một cái đội hình mà bên phía Team Liquid cần phải rất cẩn thận, bởi vì con Aphelios này nếu mà bị hạ gục từ 1 đến 2 mạng thì cái tốc độ lên đồ của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và ở ngưỡng 2 món đồ ấy, thì Aphelios vẫn chưa bắn được, trong khi đó thì Ash sẽ bắn dư với cái bộ kỹ năng của mình và cái khả năng lên đồ của cô nàng này. Có thể sẽ là lên tam hợp kiếm để gia tăng cái khả năng gây sát thương ở giai đoạn đầu trận. Yon đang bắt đầu di chuyển, ta quyết định lên kiếm dài ngay từ sớm. Sự tự tin trong giai đoạn đường của Yon đang là một trong những điều sẽ giúp cho phía Team Liquid có thể vịnh vào đó và tìm tới chiến thắng. Còn trong T1, họ tự tin nhiều hơn rất nhiều. Của MKC quyết định là cầm cái nhiệm độ chết người để sẵn sàng ấu win với đối thủ trong những trường hợp cần thiết. Còn trong khi đó thì Honor và Zed sẽ cần có những tình huống tương trợ lẫn nhau, khả năng khóa chân, khả năng kiểm soát bản đồ, và chưa kể đến là khả năng cấu rỉa sẽ là những công cụ rất tốt giúp cho T1 kiểm soát lực lượng tầm nhìn, hạn chế khả năng mở đến từ của Team Liquid. Những bước chuyển đầu tiên, những con mắt đầu tiên cũng đều đã có một con mắt đến từ bên phía của Team Liquid để thể phát hiện xem là bãi chim Honor sẽ hướng như thế nào. Còn trong khi đó thì bên phía của T1 chỉ muốn hạn chế khả năng cướp được của đối thủ. Một pha cắm mắt rất chuẩn đến từ Yon để phát hiện ra Gumayushi đang đứng ở đây, bởi vì anh ta biết rằng con Ash ở cấp độ 1 thì bắn tới luôn. Đây, cái khả năng cấu rỉa của bộ đôi bên phía T1 ngay lập tức được thể hiện. 1/3 cây máu đến từ Yon. Đó là lý do tại sao anh ta lên kiếm dài và 3 bình máu, bởi vì lên theo kiểu đồ này thì bạn mới có đủ máu để có thể trụ lại ở những cấp độ đầu tiên. Còn nếu không ý, thì bạn sẽ bị đối phương ép cho phải rời xa đợt lính luôn. Và tạm thời với khoảng thời gian này là một khoảng thời gian cực kỳ chill đến với T1. Họ đang có một khu vực đường dưới cực kỳ thoải mái, còn Faker anh ta bắt buộc phải né khỏi kỹ năng của ABA. Nhưng chắc chắn là Faker tầm này cũng từ đó khó. Ở trong giai đoạn đầu của ván đấu, chắc chắn con Syndra sẽ luôn luôn bung ra kỹ năng Wii của mình để cho mục đích là lấy càng nhiều máu càng tốt. Đang muốn bắt tay thành công, lấy được thành tẩy rất đơn giản đến với T1. Và họ đang thật sự thành công với gì họ đang mong muốn cùng đường dưới, dựa trên cặp đôi Reta Class và Ash. Như tôi đã nói thì Lee Sin của Team Liquid sẽ phải đánh từ trên xuống dưới trong ván thi đấu này để có thể bảo vệ cho đường dưới của mình dưới sức ép của bộ đôi bên phía Ash cộng với cả Renata. Trong khi đó ở đường trên thì Zerg sẽ đẩy lính sớm hơn để có thể có một tình huống băng trụ với Honor. Khi mà bắt tay kéo chúng W thành công, lấy tốc biến quá đơn giản. Và T1 họ vẫn đang tiếp tục là đội có được lợi thế vô cùng lớn, bắt buộc Bao Xích phải di chuyển xuống đây. Đó quyết định là bỏ mùa xanh. Zed đang muốn tấn công, Honor sẽ chạy vào để có thể hỗ trợ tổ chức pha băng trụ được hay không đây. Ghế đồng quyền rồi, lên được cấp độ 3, vẫn quyết định là băng trụ lấy được rồi, quay trở lại với dạng múa cỏ liên tục người. Submit đã giữ chân lại và ngay lập tức mạng đổi mạng, cuốn dịch chuyển tới APA và ta có được thêm một mạng hạng cục. Đó là 2-1 cho Team Liquid, tốc biến lên vừa rồi xuyên tâm kích khá thành công, cái lập tức đổi được đối thủ về. Gumayushi đang cần vùi ra một tí xíu, anh ta bị tấn công liên tục, anh ta bị dính quá như cái nào và ta làm xuống dưới tay của Ko JJ. 3-1 cho Team Liquid rồi.
Đây là một pha mà những khả năng xử lý cá nhân của Team Liquid đã đem về lợi thế cho họ. Đầu tiên là cái pha mà bỏ ba bãi ở dưới để đi ganh sớm. Một cái pha đi vòng rất là tốt đến từ các thành viên của Team Liquid. Cái pha đi vòng này của Fiosix không bị phát hiện, một phần là bởi vì Syndra của AP đã đẩy lịch sớm hơn. Đẩy lịch sớm hơn, sau đó ta dịch chuyển lên đường trên để có thể lấy đi điểm hạ gục của Zerg. Nó khiến pha băng trụ của bên phía T1 là một thảm họa. Đầu tiên cũng là một pha mà Summit anh ta mở đường trúng hai người, nó câu đi rất nhiều thời gian. Và để rồi sau đó CoJJ đã có thể outplay được cái bắt tay. Rồi khi Pyosic xuất hiện thì không có nhiều cơ hội để cho một Ash có thể lui về được. Đây hoàn toàn là nghiên cứu trước của Team Liquid và xử lý biến số của họ ở đầu trận là quá tuyệt vời. Và nó cũng chưa kể đến là vừa rồi CoJJ đã có thể xử lý rất tốt. Anh ta sử dụng W ở dạng dưới ngựa. Nếu cho ta sử dụng W ở trong dạng lên ngựa, tôi cảm thấy cái tốc biến của đội của Gumayushi đã có thể giúp anh chàng này tẩu thoát được. Nhưng bởi vì ở dưới ngựa cho nên hiệu ứng vẫn còn đó, vẫn có một cú hất tung về, vẫn có một cú chém nhẹ. Nó khiến cho Gumayushi là phải nằm xuống trong tức tử và mất luôn cả hai phép hỗ trợ của chính bản thân mình. Honor tổ chức một tình huống di chuyển sang và cướp rừng ngay từ giai đoạn sớm. Một bài đá vẫn còn coi đó, mọi nơi xuống định là đi cướp. Còn trong khi đó thì Biosix anh ta đang quay trở về khu vực nửa cánh dưới của mình. Cú gõ của Zed, Zed bắn được lấy lượng mẫu vô cùng lớn của Summit. Summit cầm một tình huống tung lên không thành công. Zed vẫn đang tiếp tục dí theo một cú băng trụ nữa hay chăng? Chắc chắn rồi, bởi vì không có dịch chuyển để có thể hỗ trợ đến từ ABA. Warner đang muốn ngăn cản khả năng chạy về đến từ Summit. Summit né khỏi kỹ năng của đối thủ đến từ đối thủ, và Biosix đang tiếp tục di chuyển đến khu vực trên để có thể tạo ra một cái thế an toàn. Zed đang đẩy Summit ra một thế khó, anh ta sẽ mất lớp khiên và mất vài con lính nữa. Nhưng mà xét về mặt thế trận thì các thành viên bên phía T1 vẫn đang có lợi ở cả hai đường là đường trên và đường dưới. Và các bạn có thể nhìn thấy Yearn bây giờ khi mà Pyosic lộ tầm nhìn ở cánh trên là cánh dưới của Team Liquid chỉ có thể đứng ở trong trụ, không được ăn lính luôn. Bây giờ họ cũng không có những phép bổ trợ như là tốc biến hay là thiêu đốt để có thể phản công ngược trở lại. Mà đây là thế ép chết ở đường dưới này của Gumayushi và Keria, liên tục cấu rỉa máu của Yearn, liên tục đẩy lính vào và lấy đi các lớp khiên trụ. Và đây, nói về chênh lệch về tiền, T1 đã gỡ hòa được những điểm hạ gục mà họ thua thiệt rồi. Những cái vấn đề ở đây đó chính là lượng tầm nhìn đến từ bên phía của Team Liquid khu vực nửa cánh dưới rất là tốt. Nó giúp cho Bao sẽ có thể chủ động thêm một lần nữa xuống khu vực đường dưới. Và kỳ này Honor cũng đang di chuyển để có thể hỗ trợ thêm. ABA thì không thể nào di chuyển được bởi vì anh ta bị dính của lệnh sóng âm. Một tình huống này muốn bắt vỡ, Honor có thể phát hiện thấy được hướng di chuyển đến Bao Sick. Bao Sick lượng tầm nhìn chưa cung cấp đủ, đã có một tình huống hộ thể qua, đã phát hiện thấy được Honor, nhưng Honor bên người chủ động đánh trước phía bên này. Sau đây là pháo trong rừng bắn giữ chân Garia, lại Garia có một tình huống sử dụng cô ấy hỏa ngục để có thể khiến cho đối thủ bị làm chậm. Và Bao Sick tiếp tục đang bị dí. Nội tại của Honor đang chưa kích được thêm lần nữa khi Biosix đã bị giữ chân trước đó rồi. Và thực ra là những cái biến số ở giai đoạn ban đầu của Team Liquid họ chưa cụ thể hóa được nó. Và bởi vì bây giờ ấy thì Honor sẽ suy nghĩ một cách rất đơn giản, đấy là Biosix đi đâu thì mình đi đó mà thôi. Anh ta chỉ cần ngăn cản cái khả năng tác động lên cạnh, lên đường của Biosix, là lúc đấy các đường của T1 sẽ là đường có lợi. Chúng ta có thể nhìn thấy là đường dưới đang farm hơn, đang là một thế lính rất đẹp để đóng băng cho Gumayushi và Keria. Đường trên rớt sau khi có được cho mình điểm hạ gục đầu tiên, cũng như là có được cho mình một cái đao hung tàn rồi, thì bây giờ anh ta đang đi đường hoàn toàn thắng so với con Kassante này. Đẩy lính vào liên tục khiến cho Kassante không thể di chuyển. Biosix sẽ ra khu vực đường giữa này, nhưng Faker vẫn còn đó tốc biến. Và APA liệu có thể quay tan được chúng ấy, nhưng không vào được. Con cua đang là điểm đến từ Biosix và anh ta sẽ rất chăm chỉ cho nó mà thôi. Còn trong khi đó thì khu vực nửa cánh dưới, con rồng vẫn đang ở một tư thế rất là mơ hồ. Đồng ý bên phía của T1 từ bây giờ họ đang là đội chủ động đẩy. Nhưng trong một pha giao tranh, bạn không chắc được tỷ lệ thắng của bạn bao nhiêu khi mà khối lượng khống chế đến từ hai bên đều đang là ngang nhau cả. Gumayushi tiếp tục chủ động đẩy, nhưng kỳ này anh ta cũng sẽ phải tiếp tục giữ cái sự cẩn thận của mình, đề cao cảnh giác. Dù gì mà nói Lee Sin trong khoảng thời gian đầu tiên vẫn sẽ có những sự nguy hiểm nhẹ. Còn trong cái đó khu vực đường trên, lượng sự lính của Zed đang hơn và anh ta sẽ muốn lấy thêm nhiều thứ nữa. Nó có thể được nâng cấp bằng cách là con sẽ khai nước ở trong tương lai. Vài chục giây nữa nó sẽ ra, và điều kiện cần đến từ Zed là phải thắng triệt để là có thể giúp cho bên phía của Siêu Quanh thoải mái với con sứ giả này. Ở thời điểm hiện tại thì Faker cũng đã vừa về nhà mua đồ rồi. Anh ta trước đấy anh ta đã lên cho mình một chiếc giày, bây giờ anh ta sẽ còn giày thủy ngân luôn. Vẫn là một cái lối lên đồ khá là thủ hòa. Honor lộ tầm nhìn ở đường trên, như vậy là Summit hòa với cả Spicex hoàn toàn có thể có một tình huống mà phản gánh tốt ở trong pha thi đấu này. Họ đang muốn đánh hay chăng? Họ đang suy nghĩ rất kỹ. Và đây là dấu hiệu bấm bê biến về đến Honor. Ta đang bị lỗi rồi, anh ta đã bị lộ tầm nhìn. Và Zed hình như cũng biết được chuyện đó, anh ta đang thi đấu vô cùng kỹ. Anh ta bắt đầu di chuyển để tìm ra được thêm một vài lượng ánh sáng nữa. Anh ta đang di chuyển ở khu vực bờ sông để xem đối thủ có muốn chờ đợi con Sierra và ăn lén hay không đây. Tạm thời Bowser không ăn lén. Bowser đứng ở một góc đó tương đối thông minh, được có một sự chủ động đẹp. Summit đã thấy, Summit chắc chắn sẽ muốn bung ra chiều cuối. Anh ta đang cầm giữ khả năng hất tung lên, và Zed đang cố gắng bỏ chạy ta. Bởi dính chiều cuối thì bị hất tung lên, đang bị đẩy ngược về. Bowser tiếp tục tiếp cận và những gì mà anh ta đang có. Summit mất tốc biến bỏ chạy, nhưng Bowser bay vào đá. Bowser có được bạn cùng thứ tư cho Team Liquid.
Đó là một pha đứng chờ rất lâu đến từ Pajosic và anh ta không lộ tầm nhìn, anh ta để cho Zert lấy đi được hạt hồi phục, sau đó quay ngược trở lại để cho Zert nghĩ rằng mình đang có lợi ở đường trên này, sau đó anh ta mới xuất hiện. Thì cái lúc mà Pajosic xuất hiện, Zert biết là dù có bung cho mình cái tốc biến thì anh ta cũng không thể nào mà thoát được pha thi đấu vừa rồi, bởi vì Sabit chắc chắn sẽ dùng khô máu. Và cái pha mà găm cái sóng âm sau đấy của Pajosic là một pha xử lý tốt, anh ta chờ cho Rớt sử dụng cho mình cái lôi phạt để đẩy người ra, sau đó anh ta mới lao vào với lần hai là vô hình cước, nhảy vào được rồi, không có gì cả. Rớt ở trong giai đoạn tại đây quán bỏ chạy đây, đã bắn đã trúng hay không, đây đó trúng vào một thành viên của đội băng trúng, với người coi chạy chạy bắt tay vào được không trúng, và ngay lập tức Basic bỏ chạy, xin thưa kính đã trúng tóc biến lên lợi thế mà xoáy được một thành viên, đó là Basic, cho Basic vẫn kịp cụ thể, đây là hợp chất liên lạc đang bị phản bội đội Basic và ta đâm xuống mạng dành cho Faker 2-4 cho T1, còn chưa team Liquid có điều mình cần, đó là con Siêu Khải Đức. Faker đã rất quyết đoán pha thi đấu vừa rồi, bởi vì nếu không có cú tốc biến lên xoáy giữ được một người lại là Lee Sin thì đó sẽ là một pha thất bại của T1. Nhưng bây giờ với 4 người T1 đang muốn băng trụ, một cú dịch chuyển, Honor đã không còn Mola băng, anh ta sẽ cần phải lùi đâm thêm xíu. John cũng đã lên được cấp độ 6, cấp độ cần thiết để bung ra chiêu cuối của mình, ý định đánh T1 đang tương đối bị hạn chế. Summit đã quay trở lại khu vực đường dưới, anh ta vẫn đang đánh một cách cực kỳ hòa hoãn, không hề gặp bất cứ một vấn đề gì cả, không còn đại băng tiễn, không còn Mola băng, cho nên T1 tạm thời phải giảng hòa ở trong giai đoạn này. Nhưng mà pha thi đấu này vẫn là một pha thi đấu mà Team Liquid sẽ có lợi một chút, chỉ là một chút thôi, bởi vì họ lấy được con sứ giả. Nhưng những cái bất lợi của họ gặp ở hai bên cánh ấy thì bây giờ đang là quá nhiều rồi. Mặc dù đúng là Summit đã gỡ lại được hầu hết những cái bất lợi ở giai đoạn đi đường, nhưng nhìn xạ thủ đi, con Aphelios này ở thời điểm hiện tại trông rất là nghèo luôn ý, bởi vì chỉ số lính của bạn có 6-7, bạn không được nhường khiên trụ, rồi bây giờ thì bạn cũng không có đủ lượng tiền nữa. Đây, cái pha thi đấu này là pha thi đấu rất kiên nhẫn của Pajosic, anh ta chờ đợi cho đối phương đi dấn lên cao, và khi mà rớt tung chiêu thức rồi, thậm chí là Pajosic còn biểu diễn một pha mà anh ta hộ thể vào người sắp đi trước, rồi sau đó anh ta mới găm cái vô ảnh cước vào người của rớt. Nhưng sau đó lại một pha mà đại băng tiễn rất chuẩn chỉ từ cánh xa luôn, bay đến trúng vào người của Aphelios, lấy đi được thanh tẩy, và sau đó thì Pajosic đã mất tốc biến rồi. Faker nhìn thấy Lee Sin mất tốc biến là chỉ còn một cái hộ thể mà thôi. Hai kỹ năng chiêu cuối được tung ra, đấy là hợp chất điên loạn cộng với cả lệnh sóng âm thì đã giúp cho bên phía của T1 gỡ lại được cái điểm hạ gục. Một mà hạ gục liệu là đủ. Hiện tại bên phía của T1 đang có một lượng chuyển sản phẩm rất tốt. Nhưng như tôi nói trước đó, những tình huống giao tranh sẽ là điều mà bên phía của T1 cần lưu ý. Đội hình của đối thủ đang có khả năng gom người vô cùng tuyệt vời. Và T1 chắc là phải nhắm tới khu vực nửa cánh dưới. Lượng tầm nhìn minh chứng cho điều đó. Con rồng đầu tiên nó vẫn đang trong một tư thế rất là dễ để có thể tấn công được, khi mà lượng tầm nhìn những con mắt đang rất sáng ngay khu vực bờ sông. Mà thực ra đây là một cái lối đánh mà các bạn thấy là T1 đánh rất quen thuộc. Đấy là cánh dưới của họ sẽ ăn thật nhiều khiên trụ ở giai đoạn đầu, và sau đó sẽ được giải phóng ra tấn công khu vực đường giữa. Lúc này thì con Ash với cái đại băng tiễn sẽ rất nguy hiểm ở khu vực đường giữa này, bởi vì sẽ bắn sang hai cánh tạo những cái bất ngờ về mặt tấn công. Nhưng đây cũng là một pha tấn công bất ngờ khi mà con đây rồi, con chạy sức hút kinh hoàng, rớt đây cũng cắt né ta khỏi đối thủ ra, và con chạy vẫn đang giữ chân lại, rớt mất tốc biến, rớt đang muốn chuyển sang nhận pháo để tấn công tiếp, nhưng mà không có nhiều cơ hội lắm, cần một cú chuẩn xác nhưng hơi khó. Honor chỉ lên đây là có thể hỗ trợ, và rớt đã cần phải lùi ra. Basic di chuyển lên, tinh thần đánh của Siêu Đức chưa muốn dừng lại đó, họ khao khát những lớp khiên trụ, họ khao khát màn trong tay của rớt, họ khao khát nhiều thứ lắm. Đã thả sứ giả Khải Đức, băng trụ hay không đây? Quang Minh băng ra giữ chân lại, và đây là một cái trụ bắn được con người của John này, không không có tầm nào để bắn được cả đại băng tiễn hút luôn rồi. Team Liquid sẽ có lập kỳ một cú sút, sút thành công ở đây lối được che đến Honor. Honor đang muốn hỗ trợ thêm, phó trọng trường đang làm chậm Honor, và Zed cũng đang phải lùi đam tí xíu. Tạm thời với cái T1 họ phòng thủ được, còn trong cái đó Team Liquid họ hài lòng với những lập kỳ mà thôi. Bộ đôi bên phía T1 múa rất dẻo pha thi đấu vừa rồi, khi họ biết rằng là Pajosic định làm gì. Pajosic lao vào định sút chiêu cuối vào rớt, thì ngay lập tức khi anh ta nổ long cước đã bị một cái lôi phạt. Còn ở cánh dưới này thì Summit, anh ta có thể không bị hạ gục, nhưng anh ta không thể cản được cái tốc độ đẩy của Gumashi và Keria. Cái khả năng bắn của hai vị tướng này là quá tốt. Và đây, khi mà Team Liquid thả sứ giả không ăn được quá nhiều tiền cho xạ thủ, thì ở cánh dưới Gumashi có thể nói là béo được nuôi béo mẫm rồi. Anh ta bây giờ đang có một chỉ số lính là 127, farm rất tốt. Và đây là một pha thi đấu mà các bạn có thể nhìn lại cái khả năng phối hợp giữa T-Zert và Honor là cực kỳ tuyệt vời. Trước khi con sứ giả lao vào tập trụ là phải tấn công trước, và Honor đã canh đúng cái pha thi đấu này. Để rồi sau đó Zert cũng có một tình huống tuyệt vời, đối phương sút R thì mình quật E ra. Không có gì nguy hiểm trong bộ đôi bên phía T1 nữa cả, và chỉ đơn thuần là từ macro thôi mà T1 bây giờ mới là đội đang hơn tiền, nhưng mà họ đang hơn khoảng 500 tiền. Đây là một khoảng cách sẽ giúp cho T1 có một vài sự tự tin nhẹ,
Nhưng bên phía của Team Liquid hình như cũng đã bắt đầu muốn nhắm tới khu vực nửa cánh dưới. Họ đã làm xong những nhiệm vụ họ cần khu vực nửa cánh trên, giúp cho Jayne có được một tình huống nâng cấp độ số về mặt tài khoản, mặc dù nó vẫn có những khó khăn phía trước. Và Team Liquid sẽ cần phải nhắm tới nhiều thứ nữa để xem ở giai đoạn này với T1, với những gì họ đang có được, họ có thể tranh cướp được ở ngay khu vực hàng đầu hay không đây. Họ vẫn đang suy nghĩ tới nó, những con mắt vẫn đang rực sáng mà thôi. Họ vẫn biết được là bên phía Team Liquid sẽ cần phải làm gì. Còn Team Liquid thì đang bắt đầu dần dần lấy lại những lượng tầm nhìn. Họ có cái vốn, họ đang có một nguồn kinh tế vừa đủ ổn. Họ sẵn sàng như đánh nhau, đã giữ chân lại sẵn sàng của Shoot Owner đang phải bỏ chạy. Baosik đang tiếp tục tìm thêm được một vài nguồn sáng nữa ngay khu vực phần sân của đối thủ. Gumayoshi đang bắn tiễn, đã bắt đầu bắn, nó đã trúng vào người của APA. Ai hỗ trợ đây? Tốc tiến lên của băng giữ chân lại, hợp chân lại bung ra, bắt tay thành công và ngay lập tức mạng đã có cho Gumayoshi. Và Team Liquid họ không còn cửa nào để có thể di chuyển vào khu vực hang động này nữa. Summit đang bận với con cua, anh ta đang muốn gỡ con cua. Z đang đợi cầu sấm chắc chắn chất lượng hơn, nó khiến cho Summit đang cần phải suy nghĩ rất nhiều. Cầu sấm đã trúng chưa đủ sát thương và Summit vẫn giữ được cua khu vực nửa cánh trên này. Ngay lập tức Jon đang phải quay ra lại khu vực dưới để có thể tiếp tục nâng cấp thêm lượng chỉ sư lính. Summit không còn cơ hội để có thể bắt bớ được một người của Z nữa rồi. Nhưng mà với cái trang bị là găng tay băng hỏa này thì có thể Kasate sẽ không e sợ gì cái khả năng tấn công của con trai nữa. Basic lên trên đã bị phát hiện rồi và Zerg ngay lập tức lùi về, không cho đối thủ có cái cơ hội tấn công mình băng trụ ở thời điểm hiện tại, bởi vì đại băng tiễn chưa hồi. Nếu mà có đại băng tiễn thì thực ra Zerg có thể đóng vai mồi câu để nhử đối phương băng lên. Một cú đại băng tiễn chính xác của Gubashi từ khoảng cách xa thì sẽ khởi đầu cho một tình huống phản công lại. Nhưng đây là một pha mà APA đã quá tự tin với khả năng lách của mình mà anh ta không sử dụng tốc biến né ra khỏi cú đại băng tiễn này, để rồi sau đó khi mà anh ta không có giày thủy ngân, anh ta chỉ là giày pháp sư mà thôi, anh ta bị khống chế đến chết với cái chiêu cuối của Kiều đã trúng một tình huống làm chậm. Caria sử dụng cái hỏa lực yểm trợ của mình có thể khiến cho Summit bị làm chậm, còn trong đó còn Sinh Gia Đức vẫn đang được ăn. Z thì không có dịch chuyển, chứng tỏ là mình phía có T1 họ không muốn di chuyển đến khu vực hai Sinh Gia Đức này để có thể tranh cướp. Họ đang có một nguồn tiền quá lớn, 1.000 tiền vượt trội đến từ Gumayoshi, và chắc chắn T1 đang hài lòng với chuyện đó. Họ có thể đánh xoay quanh xạ thủ, nhưng hiện tại điều kiện thắng của họ có rất nhiều tuyến chứ không phải là chỉ một. Khi mà khu vực trên, Z cũng đang giữ được một mạch farm rất tốt, và khu vực đường giữa, Faker cũng đang làm rất ổn định vai trò của mình. Đây là một trận đấu mà T1 sau những cái thảm họa ở giai đoạn đầu trận thì họ đã phải thi đấu một cách chậm lại khi họ lăn một quả cầu tuyết nó không được nhanh như là cái cách mà họ vẫn làm. Nhưng đây vẫn là một cái lợi thế dành cho bên phía của T1 với liên tục những tình huống đại băng tiễn như thế này. Đấy, lần này rút kinh nghiệm rồi, sử dụng tốc biến, nhưng bây giờ không có tốc biến thì bây giờ né bô la băng kiểu gì, né lệnh sóng âm kiểu gì đây? Quét tan kiểu này là điều cần thiết của rồi, không đủ tầm nhìn. Quét tan đã trúng, W làm chậm bùng nổ sức mạnh bung ra, rớt sắp sửa nằm xuống, sóng âm đã trúng. Ô, sóng âm ứng nhờ đến từ vào xích. Và ngay lập tức Team Liquid đang có điều họ cần thiết, họ dứt điểm rớt thêm một lần nữa của đường trên này, 3 lần rồi. Mà bây giờ thì ở đường giữa này thì ai cứu con Afe này đây? Aphelos đứng ở đây chỉ có thể farm lính mà thôi. Bắt tay, và giờ đang phải lùi ra một xíu khu vực đường trên. Những lượng máu của trụ đã không còn nhiều nữa, nó giúp cho bên phía của Team Liquid dễ dàng có được trụ đầu tiên của đường trên. Họ đã gửi được công trình, họ đang muốn tấn công bọc đầu tiên là sao. Cú sút của Biosix vẫn còn có đó, và Faker đang ui muốn sút Faker về. Họ muốn sút Faker về, sóng âm đã trúng bay vào đá hộ thể, sóng âm về ngay lập tức của quan tay kiểu đã trúng, phải có dịch chuyển hỗ trợ. Lợi sóng âm này là điều cần thiết đến từ Faker. Faker còn lợi sóng âm, lợi sóng âm lấy tốc biến rất đơn giản, cầu sóng cầu như tóc không trúng. Faker tiếp tục gia tốc thêm tốc độ bản thân mình, và ta tiếp tục dí theo người của hai thành viên phía kia chiến tuyến mà không thành công. Summit muốn bắt từ ngoài đó, rớt chuyển sang dàn búa, quan tay kiểu đã trúng. Rớt cần phải có một cú sút đẹp, một cú sóng âm đẹp qua cổng giao tốc đẹp không đẹp, và ABA là người dứt điểm. Rớt vẫn kịp gỡ mà hạ gục. Syndra không có nhiều công cụ để chạy pha thi đấu vừa rồi, khi cả Orianna, cả Jay đều có những cái kỹ năng được tăng tốc độ di chuyển lên. Còn ở cánh giữa này, không cần phải giữ chân lại và đó không ai khác. Ôi đang bị dính hợp chất điện lại nhưng đánh vô cùng hồ báo. Koi Jay đang bị tấn công của W, Koi Jay sẽ phải bị làm chậm tầm tấn công khô máu đến từ Sumit. Cả thành tấn công liên tục người Karia. Karia đã cố gắng cứu cánh mà không thành công lắm. Quy đến Sumit không tung được đối thủ lên, tấn công liên tục căng tay vào đây làm chậm của Messi liên tục. Đây là chiêu cuối không vô nghĩa và mà ngã gục liên tục cho bên phía của Team Liquid. 7 năm cho rồi. Trận đấu được tăng tốc độ lên rất nhanh bởi vì Team Liquid biết là nếu mà đánh chậm như thế này thì họ sẽ bất lợi, và đó là một pha khởi đầu giao tranh rất tốt đến từ CoJJ. Một pha mà ngay khi bộ đội bên phía T1 định lùi về thì CoJJ băng lên. Anh ta biết rằng mình có thể phải nằm xuống nhưng không có ai của T1 ở thời điểm hiện tại có thể hạ gục được Summit, một chất tướng có quá nhiều khả năng chống chịu. Đây là một pha tấn công cực kỳ bất ngờ. Bộ đội bên phía T1 phản ứng rất tốt, nhưng mà điều đó nó chỉ kéo thêm được một quân bài là con Rell này mà thôi. Còn đây, chúng ta nhìn cái pha Q3 này của Submit mới khéo này. Một pha lướt lên nhưng mà Q3 sang ngang để canh cái tình huống mà giật về của Gumayoshi.
và đó là một pha xử lý kỹ năng hoàn hảo của Smith. Và chính gì đó đang giúp cho một team Liều Quyết càng ngày càng tự tin hơn, lượng tiền ngang nhau với đội hình mạnh và khả năng giao tranh. Honor phát hiện xuyên tâm kích của con trai xe không nhắm trúng với người của Honor. Cung rồng của Samsung xuất hiện, Faker có thể chính cú sút để chặn đầy anh ta có lời. Xong anh ta đã sử dụng lần sau quét tay kiểu trúng bung đột sức mạnh combo đầy đủ đến từ IPA. Và team Liều Quyết họ đang muốn nhiều hơn nữa. Summit đang di chuyển được một đường để cho mục đích là tạo ra một lệnh phòng thủ vô cùng an toàn, giúp cho cái trụ này mất càng ít máu càng tốt, nhưng quá khó. Ba tay dài nó tấn công vào công trình thì lấy cái gì ra để có thể chịu được, rất khó. Coi chay đứng góc, anh ta muốn một pha mở rành. Vừa rồi là ứng tiễn của Majesty, hình như chưa phát hiện thấy được cái hướng đi đến từ con bài reo này. Summit tiếp tục bị tấn công bởi băng quang đa, WA play lại và Summit lui về được thành công. Coi chay sẽ làm gì đây? Coi chay đâm cung cú nhảy nhưng mà không thành công lắm. Đối thủ đã có một con mắt, một lượng tầm nhìn vô cùng tốt, và ngay lập tức T1 họ đang cần phải lùi về một tí xíu. Họ cần một vài sự hỗ trợ. Coachay vẫn đang nhắm, lượng tầm nhìn đủ để giúp Karia và rớt lùi về. Baosik cũng đang đi tìm những điểm mù. Số 5 đang trúng ngon, nếu quyết định bay hay không đây. Quét tay kiểu đã trúng mà chủ coi những kỹ năng lúc xin cuối cũng đã thành công. Và Honor đang phải lùi ra một xíu. Con rồng đang là nơi mà xin được quyết và T1 cũng nhắm tới. Rồng đang được bắt đầu mở ra, lượng máu đang dần dần bị mất đi. JPA đang đấu rất nhiều dựa trên mặt nạ. Honor di chuyển chờ đợi sẵn, tóc biến ma thuật qua phía bên kia tường đã thấy rồi, nhưng người bị giữ chân lại đó là Honor đang bị làm chậm hay chẳng không, anh ta thoát được một kỹ năng lướt và team Liquid có được con rồng thứ hai ở trong ván thi đấu này. Những pha ganh rất hợp lý của Pyosic, nó đang dần lấy lại được một chút thế trận cho bên phía của team Liquid. Khi mà đây là một pha mà tầm nhìn của T1 hoàn toàn là không đủ, pha tấn công của Pyosic là rất nhanh. Sau đó thì anh ta đúng theo là xử lý theo kiểu là không thể trượt được. Những cái pha như vậy mà trượt thì nó lại khó quá. Nhưng mà cái combo mà Syndra cộng cả Lee Sin ấy, là ở thời điểm hiện tại bạn đủ sát thương để sốc bất kỳ một ai. Bên phía T1 đây bạn chắc là trừ con CGD của Honor ra mà thôi. Nhưng mà đó là một pha xử lý đúng, bởi vì họ biết tường giữa bạn kéo người ra, bạn không cản được tốc độ đẩy của ba thành viên bên phía T1, nên họ phải tấn công sang cánh. Và khi mà Faker nằm xuống như vậy thì nó lại là một cơ hội tuyệt vời để Team Liquid tấn công một con rồng, ngăn mạch rồng của T1 lại. Thì đấy cái cơ hội là để Team Liquid câu thêm giờ cho Syndra cộng với cả Aphelos, có thêm cho mình những món trang bị. Aphelos sẽ là phong thần kiếm kết hợp với vô cực kiếm, lượng sát thương là có nhưng cái tốc độ bắn ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ là hơi thấp một chút. Anh ta cần thêm những cấp độ để có thể tăng vào những điểm tốc độ đánh ở nội tại của con Aphelos. Những vấn đề của T1 là ngoại trừ Honor ra, các thành viên còn lại sẽ tương đối mỏng cho nên việc khai thác của lượng máu nếu như có được vô cực kiếm của Yon cũng sẽ đơn giản mà thôi. Các cần của anh ta bây giờ là phải có được vô cực kiếm, món trang bị sẽ tạo ra những nguồn sát thương rất bất ngờ, và khi đó những khẩu súng đến từ Yon thì khẩu súng nào cũng sẽ là khẩu súng mạnh mẽ cả. Cho nên T1 sẽ cần phải lưu ý câu chuyện này, họ đang bắt đầu di chuyển để có thể kiểm soát lại những mục tiêu lớn. Họ đã mất rất nhiều thứ rồi, mất cả mày hạ gục. Quan trọng hết, lượng chuyển số phạm của họ đang giúp cho họ có một niềm tin rằng họ sẽ có được những lợi thế nhất định dựa trên lượng chuyển số phạm này. Hãy nhìn đường giữa Faker farm tốt, đường dưới của Majusi farm tốt, nó khiến cho áp lực khả năng pressing đến từ Team Liquid từ nãy giờ là rất nhiều đấy, nhưng nó vẫn chưa đủ để giúp cho phía Team Liquid tự tin rằng lượng tiền của họ nhìn hơn. Nhưng mà cái ngưỡng sức mạnh hai đồ ấy là bên phía T1 mạnh hơn nha, với tam hợp kiếm của Ash, với hai món đồ của Orianna là bão tố Luden cộng với cả triệu hư vô, và với thêm cả là thần kiếm Muravana đã xong số và nguyệt đao của Zeus, thì cái lượng sát thương mà T1 có thể mang ra ở thời điểm hiện tại là cực kỳ tốt. Họ chỉ cần thấy được đối phương để có thể có những tình huống đại băng tiễn hay là bộ đa băng tốt thôi, thì nó sẽ là những pha tấn công mãnh liệt của T1. Team Liquid cần phải chống đỡ qua cái giai đoạn này để rồi sau đó họ sẽ mạnh ở ngưỡng ba trang bị với Aphelos, với Syndra và với Cassante. Họ vẫn là đội chủ động nhiều hơn. Team Liquid vẫn là đội chủ động nhiều hơn rất nhiều so với các thành viên của T1. T1 sẽ cần phải có một cú mở đẹp dựa trên cái đại băng tỉ như thế tương đối khó. Khả năng kiểm soát tầm nhìn từ đây giờ của Team Liquid cũng khá là ổn đấy. Chỉ có một điều mà Team Liquid đang không thể nào so bì lại được với lợi thế của T1, đó là T1 có được những công trình, hai công trình khu vực đường giữa. Nó giúp cho T1 rất là nhẹ nhàng trong việc là cắm mắt thẳng vào phần sau của chúng ta nhìn. Karia di chuyển vào và cắm thẳng mặt. Coi chay mất quá nhiều mẫu, một lần làm chậm, xuyên tập kích trúng, Faker còn thêm vài lần để chạm xuyên và ngay lập tức khiến cho coi chay phải bị làm chậm rồi. Ta đang cần mọi thứ để đổi chạy quét tiền cứu con cú này không, đây không có quét tiền cứu được, cú bắt bùng bắt biến giết tên của Faker. Một cú lệnh sớm âm trước đó đã giúp cho Faker cấu một lượng máu quá lớn, bây giờ anh ta thành công với những điều mình cần. Coi chay đã bị nằm xuống và tiếp theo là Baosik đang cố gắng gỡ cái gì đó qua bờ lan giữ chân lại, mất thanh tẩy đó từ John và John cần phải lùi ra. Carrier vẫn còn hợp chất điên loạn, khả năng đánh vốn đầu tư của T1 vẫn còn rất nhiều. Ra pha đấy là một pha đánh rất hợp lý của Honor nhé, bởi vì bạn đã mất đại băng tiễn và lệnh sóng âm rồi. Nếu bây giờ mà để cho đối phương có thể có được một tình huống tụ người lại và giao tranh ý, thì bạn sẽ mất rất là nhiều thứ. Vì vậy Honor pha thi đấu vừa rồi đã quăng bộ đa băng để lấy đi được cái thanh tẩy của Yon, khiến cho Team Liquid gần như là không có cái cửa nào để bạn có thể giao tranh ngược trở lại cả, khi mà xạ thủ của bạn thiếu đi cho mình cái thanh tẩy quan trọng đến như vậy. Rồi ở trong pha thi đấu này, Coi Jay biết rằng cái tốc biến của mình là rất quan trọng, anh ta giữ đến giây phút cuối cùng
nhưng Faker cũng muốn khiến cho đối phương không thể tấn công ngược trở lại. Nhưng đây bây không giờ có tốc biến thôi. Faker có tốc biến là sóng âm đang một tí xíu mà có thể hồi lại. Bowser bắt đầu di chuyển, người ta đã có một cú hỗn thể sóng âm được bồi sau khi mà sử dụng được cái nổ long thước, coi như quay trở lại để trả thù. Và Faker đang cố gắng bỏ chạy sóng âm xuống trong một lượt xuyên tâm kích, đã trúng bay vào nhảy lên hất tung lên thành công bạn dành cho APA. Và Siwa đang muốn đáp trả ngược lại, Z đang nhắm trúng được một người APA mất gần nửa cái máu. Caria và Honor đang di chuyển, John sẽ làm gì đây? Ứng tiện phát hiện thấy được bốn thành viên nhưng chưa thấy được cái hướng đứng của Koichei đã đứng đằng sau lưng của John, bắt tay vào đầu không thành công tên Caria. Honor vẫn còn bộ đa băng, APA dính hai lần cầu sắm, nó khiến cho ta mất quá nhiều máu, đã bị tiểu trúng được một người của vai trò xạ thủ. Honor đang muốn tấn công, anh ta đang bị dính kỹ năng giữ trên được Sumik, và đây là thằng lượng vô cùng nhiều đĩa. Và Baron được ăn ô bị gõ ra rồi, một con sút rất hay. Sumik sử dụng chiêu cuối, nó có thể đối thủ đẩy nó thủ ra trong thế khó. Coi chơi bị giữ chân lại bởi cái lôi phạt lên được sớm, và cái thất bại cũng đang có. Coi chơi đang cố gắng bỏ chạy, anh trai giờ lại bung ra và John đang muốn làm cái gì đó. Honor mất quá nhiều máu, thằng lượng cứu cánh, nó có thể cứu được anh ta. Ta cứu đây không, ta không tự cứu bản thân mình được. Thằng ô lưng của John vẫn đang rất khỏe. Caria đang muốn tiếp cận, Caria sử dụng hỏa ngục, hoặc Caria xin lỗi bạn là Caria sử dụng. Caria sử dụng cái hỏa lực yểm trợ của mình. Kumasi di chuyển tới W thành công. John đã không còn thằng ô lưng vừa rồi. Cầu sắm công chúa là Zen, nhưng Kumasi vẫn còn quá nhiều kỹ năng, và Zen là người có thể bị shut down. Siwa đã có vài thành mỹ mãn, còn trong đó Silu Quick có được Baron. Đây, Biosic định làm cái gì đó, nhưng mà đối phương đứng biến về thì bạn làm cái gì bây giờ? Một bùa lợi Baron duy nhất mà bây giờ anh ta sẽ lộ ở đây chăng? Khi mà Caria về thì Kubayashi có thể là đích đến bị tấn công. Anh ta đang cố gắng đẩy nốt được lính này, nhưng bây giờ là lúc Caria có thể đứng lại nào. Caria đứng lại rồi. Phát hiện thấy Kubayashi đang báo lên một người Biosic, hai thành viên bắt tay của Biosic, bắt tay không trúng Biosic, tóc bị lên có thể tấn công. Sumik đỡ và giữ chân lại, Kubayashi đang bị làm chậm, đây là găng tay làm chậm thêm một lần nữa. Chẳng hiện tại vẫn đang không Kubayashi, đó là hit and run, đó là chiêu cuối đẩy rất hay. Và rồi Sumik vừa rồi không quy thành công, ta không có quy vào thành công, nhưng Kubayashi không còn cơ hội đánh tiếp. Còn chút nữa Faker lấy được lượng tầm nhìn nhẹ để hướng tới con rồng giỏ. Chúng ta cùng xem lại pha thi đấu này. Faker đã bị đẩy lên quá xa, và một cái dịch chuyển ra sau của APA đã khiến đường giữa của T1 gần như là không thể nào chạy được, khi mà ta đã không có tốc biến nữa. Nhưng đây là một pha câu giờ để thành viên bên phía T1 có thể có một góc setup tầm nhìn đẹp hơn và tấn công khi mà đối phương ra Baron. Và cái khả năng cấu chỉa từ xa của Zerg cộng với cả Yumaichi vẫn là quá tốt pha thi đấu này. Và một pha mà cả Subbit đã làm tốt, khi mà Honor vừa vào thì khô máu bay ra ngay, nhưng chính vì thế mà anh ta bị hạ gục rất nhanh. Để rồi khi mà không có giảm chắn ở đằng trước, con đây không còn chiêu cuối nữa. Chiêu cuối chúng ta rất là muộn, bởi vừa mới hồi thì nó không đủ. Honor pha thi đấu này ném trượt bộ la bằng nên không thể nào bắt được nhớt sớm hơn, và có rất nhiều thằng họ luận nên T1 cần phải cẩn thận trong pha thi đấu đó. Và họ đã đánh rất là đúng khi mà lần lượt từng người vào, và sau đó dứt điểm xạ thủ của Team Liquid. Team Liquid chỉ giữ được một bộ lợi Baron trên người của Pisic mà thôi. Z đã quay trở lại ván thi đấu này, 5-3-0, 249 về lượng chỉ số đánh. Baosic đang cố gắng phá lượng tầm nhìn, và nhiệm vụ của Silu Quyết hiện tại đang là muốn tranh chấp càng nhiều mục tiêu lớn càng tốt, và càng nhiều mã gục nó sẽ càng tuyệt vời hơn. Nhưng nó tương đối khó dành cho các thành viên của Silu Quyết, khi mà ở trong giai đoạn hiện tại đối thủ vẫn đang nhỉnh hơn mặt công trình. Một khoảng thời gian trôi qua rất lớn và vẫn đang là 4 công trình ở T1, còn trong đó chỉ là 2 giờ đối với Silu Quyết mà thôi. Cho nên T1 vẫn sẽ có một cú vốn rất cao, họ vẫn sẽ sở hữu được những lượng tầm nhìn rất là tuyệt vời và nó rất là sáng nữa. Còn chúng ta nhìn Baron. Đây là Baron âm tiền nên đến từ bên phía của Team Liquid, họ vẫn chưa có được bất cứ công trình nào ngước lại, họ còn bị thua đồ pha cho đại lớn. Linh hồn của ván đấu này là linh hồn rồng gió. Thực ra đây là một linh hồn rất mạnh cho T1 các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy là rất nhiều các vị tướng được hưởng lợi từ cái linh hồn rồng gió này, chưa kể là ba con rồng gió. Thì con Ash này nó bắn tới luôn, gần như bạn sẽ không đụng được vào người của Kubayashi nếu bạn không mất các bộ kỹ năng của mình. Nếu mà bạn để đối phương cứ hit and run ở bên ngoài thì bạn gần như là không chạy được. Cái tốc độ cộng thêm đến từ rồng gió và cái khả năng di chuyển kiểm soát bản đồ từ Orianna với cả Jay cũng sẽ được nâng cấp đi một cách cực kỳ mạnh mẽ. Đến Team Liquid ở giai đoạn này của ván đấu, họ muốn làm gì thì họ phải làm thật nhanh. Bắt được Faker hay không? Đây bắt được Faker hay không? Đây Faker còn tốc biến vào Six đang muốn hạn chế khả năng di chuyển của Faker càng nhiều càng tốt. Lệnh sóng âm đã có một cú rút về khá thành công. Jay bị dính bắt tay phía bên kia, nhưng Faker đang bị dính khá như cái đạn, ta bị dính cái gầm sóng âm trước đó. Caria và Skull của hạ lực yểm trợ sóng âm bay vào đảo. Six vẫn còn anh ta sử dụng đồng hồ. Anh ta outplay được luôn cả kỹ năng cần thiết đến của Ash, và người đang phải bỏ chạy đó là Honor cộng thêm từ Caria nữa. Và chắc chắn rồi Team Liquid đang có điều họ mong muốn, họ muốn công trình này sau khi có Baron, chứ không cần tới Baron, họ đã giải quyết được nó. Một con Baron tương đối ổn, và bây giờ Team Liquid đang quay trở lại. Còn mình còn trong đó với T1, họ đang bị mất người cho nên họ bị thiếu đến sự chủ động. Liên tục là những tình huống mà chính Pasic là người đã gỡ được cái thế bí cho Team Liquid, khi mà anh ta có những pha bắt bớ rất chuẩn xác vào người của Orianna. Nếu anh ta không bắt được Faker thì những pha giao tranh sẽ là thảm họa cho Team Liquid, khi mà họ sẽ bị khép góc ra khỏi giao tranh bởi những quả cầu
Nhưng cái pha này, xử lý kỹ năng cá nhân này thì là Pajosic quá hiểu người đi đường giữa của T1 rồi, cắm mắt để né sóng âm bay sang tấn công, sau đó là bay theo với một tình huống của Ảnh Cước gặp sóng âm lại trúng. Xử lý kỹ năng thế này là quá đỉnh rồi. Và không có gì để chê Pajosic cả. Và sự chủ động của Pajosic từ đấy giờ chính là một trong những nguyên nhân khiến cho đội hình này đến từ với T1 chưa thể nào mượt được. Họ chọn một đội hình mạnh về khả năng đi đường, nhưng liên tục những tình huống chủ động đến từ Team Liquid cũng khiến cho T1 một pho đó bị rén. Họ sẽ cần phải hạn chế những pha như vậy để tránh trường hợp mình mất người quá sớm trước những thềm giao tranh. Nhưng có một cái may mắn dành cho T1 đó là trong giai đoạn hiện tại chiến quân rồng được xuất hiện cả, cho nên họ vẫn có thể tiếp tục gia tăng nguồn trị sáu phạm. Họ vẫn phải vịnh một cái vố này mà thôi. Họ chưa chắc là họ có thể thắng được khi mà lượng tiền vẫn đang ngang nhau. Với một đội hình mà hai bên đều có những cái lượng khống chế rất lớn thì lượng tiền ngang nhau nó vẫn sẽ có được những sự cách biệt dựa trên giao tranh của bản thân họ. Đây là một ván thi đấu mà nó không chỉ ở những cái thể hiện này của Pajosic mà chúng ta còn nhìn thấy được cái thể hiện của Honor chưa thực sự tốt. Đây là một ván thi đấu mà đáng ra Honor nên là người có mặt ở những điểm nóng như vậy để bảo vệ cho những khu vực quan trọng của T1. Vấn đề là Honor từ nãy giờ chỉ có thể bảo vệ đường giữa mà thôi. Anh ta không đọc được cái khả năng di chuyển của Pajosic để có những pha can thiệp kịp thời và liên tục để cho hai cánh của mình bị tấn công. Nó khiến cho hai cánh của T1 không thể đẩy lên cao được và nó không tạo được một áp lực khiến cho Team Liquid cần phải kéo người ra để phòng thủ. Các bạn có thể nhìn thấy bây giờ Team Liquid phòng thủ rất là chill nhưng mà họ vẫn có đồ. Họ vẫn đang có 3 món đồ đến từ Yearn với cái nỏ thần Dominic kia. Đây sẽ là một con Aphelos cực kỳ mạnh trong những tình huống giao tranh sắp tới đây. Và APA cũng đã có được mũ tử thần Ravadan rồi. Đây là một cái khoảng thời điểm mà Team Liquid bắt đầu có thể giao tranh 5 năm ngược trở lại so với bên phía của T1. Mũ phù thủy và Team Liquid đã có được những cái bước thềm giao tranh trước đó để đến với những ngưỡng trang bị là xem với lại bên phía của T1. Việc có được chiếc bài hạ gục rơi vào tay của những thành viên quan trọng là một phần góp công rất lớn của Korea để bị dính sóng âm. Anh ta có thể sẽ tự đưa mình trong thu thế game để như ta tiếp tục tiến lên phía trước. Team Liquid đang muốn hướng tới nhiều thứ. Đầu tiên có thể sẽ là cái trụ một khu vực giữa, cho nó quá khó khi mà Zed đang di chuyển để có thể tiếp tục gia tăng khả năng phòng thủ của khu vực giữa này. Và sau đó Team Liquid đang muốn hướng thêm nhiều thứ nữa. Ôi, họ muốn tấn công khu vực hang Baron nè chăng? Súng của Yon đang không thật sự là đẹp để bạn có thể rush Baron một cách súng nhanh nhất. Nhưng đây là ba món và Koche chay thế thì Caria. Caria thì bắt cỡ. Caria bị giữ chân lại bị dính suy tấn kích bị nhảy ngựa nên khó động đường bắn giữ cho cái bê tóc biến thoát khổ mua la băng. What the fuck đến Team Liquid. Và Team Liquid muốn nhiều hơn. Một cú sút bay quá hay của Pajosic và APA có được bàn hạ gục. Pajosic đang chuyển sang dạng có thể hồi sinh ngược lại Order bị tấn công và ta đang cố gắng hỗ trợ xin biết đẩy được về khu bỏ để giành được sẵn đó là quá tay quá đẹp đất một khiến cho APA. Team Liquid xuất sắc trên 10 điểm ở trong ván thi đấu này. Họ đang muốn nhiều hơn nữa. Họ muốn có Baron. Summit đang đứng che cho pha cầu sắm tên Zed. Zed đang bắn không được vào mẫu của Summit. Một lần nữa cầu sắm. Nó trúng. Nó lấy lượng máu của Koche Chay. Nhưng Koche Chay sẵn sàng đứng che thêm 2, thêm 3 lần nữa. Và Team Liquid có được Baron. Cái khả năng kiểm soát tầm nhìn của T1 sẽ là thứ để người ta mổ xẻ phân tích nếu mà họ thất bại ở trong ván thi đấu này. Và sau cái tình huống vừa rồi, một pha mà Keria không check được cái bụi rất quan trọng. Anh ta đứng ở một góc rất đẹp để cho một con Rezagras mở giao tranh. Nhưng anh ta lại không biết rằng hỗ trợ của đối phương ở đâu. Đi ra nhìn thấy ba thành viên của đối phương không có đủ tầm nhìn để kiểm soát. Đây chúng ta có thể nhìn thấy một pha mà CoJJ anh ta phá hoàn toàn đi tầm nhìn của T1. Và khi mà Keria đích check bụi ở đây thì anh ta nằm xuống rất nhanh với khả năng chuẩn bị giao tranh trước của Team Liquid. Để rồi cái cú cắm mắt sang bên này đã được Faker về. Nó là dấu chấm hết cho pha giao tranh này của bên phía T1 rồi. Ash cộng với cả Jay không thể đứng bắn được khi mà dàn chắn của họ, những cái kỹ năng quan trọng để giữ chân nhiều thành viên bị phá đi rồi. Không còn lệnh sóng âm, không còn đó cho mình là hợp chất điên loạn thì bên phía T1 không thể giao tranh được. Và đây đúng là giai đoạn mà Team Liquid mạnh hơn với chất là tướng của mình, chất đội hình của mình. Một con Lee Sin bây giờ đang thi đấu thực sự tỏa sáng ở Pajosic, đang là tiền đề để cho bên phía Team Liquid có thể có được ván đấu chiến thắng đầu tiên này. T1 ở trong màn trình diễn ở ngày thi đấu hôm nay họ không phải tệ, nhưng thật sự Team Liquid tạo ra một sự bất ngờ rất lớn. Có OJ và đội di chuyển rất hay, kiểm soát tầm nhìn rất hay và chưa kể đến cú sút về của Pajosic. Anh ta đóng góp quá lớn ở trong ván thi đấu này. Đúng là một con Lee Sin ở trong vòng thủy sĩ nó khác thật sự, một sự khác biệt vô cùng lớn. Summit lùi đam tí xíu, bola la băng. Summit né không được thì giữ chân lại, ta đang bị làm chậm. Đang bất tiện đã trúng chiêu cuối đang bung ra bị gõ về, cố gắng cứu vớt nhưng mà không cứu vớt được. Summit sẽ phải nằm xuống. Mạng Kine dành cho Faker và Koche đang cố gắng nỗ lực để có thể phá hư toàn bộ lượng tầm nhìn có thể. Hãy nhìn kìa cây súng của Yo, nó bắn quá lực. Và bây giờ bola băng của Honor, anh ta không có bola băng, anh ta đang bị sút ra. Keria đang di chuyển, Zed đang chuyển sang dàn bố để cùng chiến tiếp nhưng không có cơ hội. Team Liquid đang thật sự đánh quá bay. Pajosic tiếp tục là người tạo ra những đột biến
anh ta không bị làm chạm đến từ cái W của Khung Bajosi. Và Kochechei, con sóng của đó không trúng được một người của John. Kochechei đang lựa góc, ưng tiện phát hiện thấy được cái hướng di chuyển của Kochechei. Và John đang sẵn sàng quay trở lại, anh ta cầm thăng hô lưng và súng thiên lý, anh ta đang muốn reset súng. Anh ta đang muốn bắn cho hết đạn của thăng hô lưng. Anh ta đang muốn bắn cho hết đạn của thằng Hồ Lân để có thể hướng đến những pha giao tranh nó tuyệt vời hơn, một lượng đạn nó nhiều hơn nữa. Đây rồi, đây là súng hỏa ngục, một khẩu súng rất mạnh mẽ trong pha giao tranh lớn dựa trên cánh tràng dẫn lối. Nhưng T1 không mục tiêu lớn, họ cũng đang không muốn giao tranh. Bây giờ thì cái giáp thiên thần của Pacific đang không còn nữa, nên là những tình huống bay vào chúng ta sẽ khá là liều lĩnh. Team Liquid cũng đang có 3 cái đồng hồ rung động của đường giữa, xạ thủ và hỗ trợ của họ ở pha thi đấu này. Tuy nhiên, cái pha này các bạn có thể nhìn thấy T1 đã mất rất nhiều thứ để có thể giữ được lại Summit với một con Kasante. Bây giờ khả năng chống chịu là rất nhiều, họ đã mất đi 3 chiêu cuối pha thi đấu vừa rồi, nên không còn những cái kỹ năng để đe dọa vào người Yeon nữa. Mặc dù Yeon bây giờ đã mất cho mình là phép bổ trợ là thanh tẩy, nhưng Team Liquid hoàn toàn có thể bỏ qua được những cái khu vực mà tối đen, bởi vì bây giờ không có mục tiêu nào để họ có thể ra cả. Họ chỉ cần đẩy nhẹ nhàng ở đường giữa mà thôi, và khi mà có CoJJ với cả APA đứng ở đây thì Yeon cũng có thể farm khá là yên bình. Rớt cầu sóng trúng quá nhiều, nửa cây mẫu của Yeon đã mất đi. Và bên phía T1, cây này không trúng rồi, cây này hơi khó. T1 vẫn đang muốn phải vịnh vào người của Zed ở trong giai đoạn này. Zed đã gần full đồ, anh ta đã 4 món rưỡi, cho nên một tình huống cầu sắm là sẽ rất chất lượng, mà chắc chắn là thì Team Liquid sẽ cần có những pha che chắn lên Smith rồi. Smith bây giờ đây là người chống chịu của bắt tay không thành công tên Carrier. Và khu vực đường dưới đang tiến, nó trúng không, nó trúng không, nó không trúng, và APA vẫn lui về được. Đó là những thứ mà T1 cần phải làm liên tục từ nãy đến giờ. Đấy là những pha mà đại băng tiễn từ xa, đây gọi là câu cá đấy. Nếu mà họ câu trúng ấy thì sẽ là lợi thế cho đội hình của bên phía T1 tràn lên thì có thể bắt bờ. Nhưng nếu mà họ không câu trúng ấy thì Team Liquid cũng sẽ phải lùi lại một phần nào đó. Cái pha thi đấu vừa rồi nếu mà trúng thì, hoặc là nếu bắn chính xác hơn ấy, thì có thể lấy được cái phép bổ trợ tốc biến của APA. Nó sẽ tạo tiền đề rất lớn cho bên phía T1 để có thể lao vào. Nhưng bây giờ rớt gì rớt chuyển sang dạng búa, rớt chuyển sang dạng búa, gọi nó thủ ra, đang muốn cản càng nhiều thứ của Bauxit càng tốt, nhưng mà không thành công lắm. Korea đang di chuyển lên, Bauxit không bị dính pha cầu sấm này ở khu vực đường giữa, thì rõ ràng lượng tâm dính bên phía của Team Liquid vẫn đang rất tốt. Họ đang bắt đầu phá đi ở ngay khu vực bờ sông, họ muốn có được con Baron này nhưng họ vẫn chưa có được nó, bởi vì một phút mấy nữa mới ra được. Cho nên điều kiện bây giờ cần của Team Liquid là kiểm soát lượng tâm nhiều nhất có thể, còn trong đó T1 phải dựa vào cái khẩu pháo của Zed để hạn chế nhiều nhất cái pha di chuyển vào đến từ phía của Team Liquid nhiều nhất có thể. Nhưng mà T1 vẫn chưa clear được một con mắt ở đằng sau. Đây các bạn có thể nhìn thấy là quét tay không trúng, cố gắng bay vào tấn công rồi. Đó là đại băng tiễn đã trúng, đang muốn hất tung ra, đã hất tung được vai trò rất cần thiết. Đó là trang trả lời, đó là sức quay quay quá kinh khủng. Chiếc vũ được bung ra đi muốn tấn công người Korea. Korea đã phải bỏ chạy, phép cơ một đội bị sút về, và người đang gặp trong thử nghiệm đó chính là APA. Korea đang tấn công vũ bay gì vẫn đây, thì bắn bao xích quay góc ngược lại của chay, cố gắng xin cái tiếp không tấn công lắm, đứt một kia trên phép cơ, và sẽ là bài gục tiếp theo dành cho Zed. Summit này bắn liên tục, Kubayoshi vẫn cũng không ngừng. Anh ta chưa muốn ngừng là anh ta thấy Summit ta làm chậm được Summit rồi. Summit chạy hay không được này, anh ta không chạy được, quá khó. Và Kubayoshi bên đây tiếp tục dí theo một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Anh ta sẽ có đại băng tiễn, anh ta đang đợi tốc độ chuyển là tốt đấy. Nhưng Summit vẫn đang cố gắng lướt rồi bỏ chạy về. Khu vực đường giữa đang được tấn công, xuyên qua đang muốn end game, xuyên qua đang muốn end game. Và Kubayoshi đã hồi lại đại băng tiễn, 1 giây, 0 giây, đại băng tiễn có được bãi không đây? Vẫn đang muốn nhắm bằng đại băng tiễn, không, Kubayoshi quyết định là không đại băng tiễn. Và T1, một pha đấu tranh, kết thúc cặp trận đấu này. Một chiến thắng có thể nói là toát mồ hôi hột đến từ T1. Những cái pha cuối cùng ấy, thực ra T1 đánh hay, nhưng Team Liquid lại là đội đánh rất dở pha thi đấu vừa rồi. Tôi đã nhìn thấy được cái tầm nhìn, Pacific đã vòng sau lưng được toàn bộ đội hình của T1 rồi, ta vẫn chưa bị phát hiện. Và nếu người ta đá trúng người của Gumayoshi thay vì người ta cố gắng lao vào đá Faker thì mọi thứ nó đã khác rồi. Gumayoshi đứng ở một góc mà anh ta với được vào người của Yeon, anh ta bắn được dứt điểm được xạ thủ của Team Liquid luôn. Team Liquid 4 người còn lại đã mở giao tranh hơi vội khi mà Pacific vẫn đang lòn ra ở khu vực bãi chim. Các bạn thử tưởng tượng nếu họ chỉ dấn lên, họ ép lên từ từ, và bỗng nhiên bất chợt bạn có một con mắt cắm đằng sau, một con Lee Sin xuất hiện đá được một con Jay hoặc là một con Ash về với đội hình của Team Liquid, thì có thể đó là chiến thắng ở bên phía của Team Liquid rồi. Nhưng chúng ta sẽ không có chữ nếu ở trong cái ván thi đấu này nữa, bởi vì T1 đã giành chiến thắng chung cuộc. Và cái quan trọng hơn là cả hai đội đã cống hiến cho chúng ta thấy được một cặp trận đấu không hề nhằm chảy siêu nào cả. Một khởi đầu rất tuyệt vời của chung kết thế giới. Bên phía của Team Liquid họ biết được cái lối chơi đến từ cách thành của T1 sẽ là cố gắng thắng đường. Sự chủ động của Bao Xích rất đáng được công nhận, anh ta chủ động di chuyển liên tục, anh ta tạo ra những tỷ số rất tốt. Nhưng T1 có hai điểm mà nãy chúng ta bàn về rất là nhiều rồi, đó là lượng chiến phẩm của Maxi Farm chảy máy.
Rồi tiếp theo đó là những tình huống giao tranh không hề có một sự thua thiệt về mặt trang bị đến từ các thành viên của T1, mặc dù họ là đội phải cố gắng gồng mình ra để có thể chống chịu những tình huống chủ động đến từ các thành viên bên phía của Team Liquid. Và đúng một pha giao tranh thôi, họ kết thúc ván thi đấu, họ kết thúc cặp trận đấu này một cách chóng vánh. Trong khi đó Team Liquid đã đổ được nhiều, nhưng đáng tiếc thay, cái cần thiết nhất là kết thúc được cái pha giao tranh cuối cùng thì họ không làm được. Và bây giờ có lẽ chúng tôi cũng sẽ muốn nghe xem là một xạ thủ nói gì về những pha xử lý của Gumaoshi ở giai đoạn cuối trận. Xin mời chúng ta quay trở lại với bản phân tích với Ngọc Thiên, Pudding cộng với cả Bá Điền. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã thấy được một trong những pha chuyển cảnh thân sâu, đó là Quỷ Vương thức giấc. Và cuối cùng thì đội hình của T1 họ đã có được chiến thắng trước bên phía của Team Liquid sau một trận đấu thực sự rất khó khăn. Đây là hình ảnh của T1 ở MSI. Họ thua ở những thời điểm mà chúng ta không nghĩ là họ thua, và họ thắng chỉ có một giao tranh, họ end game luôn ở những thời điểm mà chúng ta nghĩ là hình đó không còn mạnh nữa. Và cảm nhận của Pudding về ván thi đấu vừa rồi là như thế nào? Em thấy thì ván thi đấu vừa rồi bên phía T1 họ bích kiểu win land win game, với lại kiểu bên phía Team Liquid Biosix anh ta có những cái tình huống đi găng nhỏ lẻ kiếm rất nhiều lợi thế cho team mình, thì điều đó đã tạo nên gọi là một cái khoảng trống lớn dành cho team họ để AD họ có thể back lại. Có nghĩa là đội hình của bên phía T1 là một đội hình đi đường rất mạnh, và họ sẽ cần đẩy nhanh ví dụ như sứ giả, và bên phía ngược lại thì họ sẽ cần có những con rồng cho đội hình có thể farm. Nhưng cuối cùng thì cái điểm đột biến đó là Biosix. Anh định nhận xét gì về cái màn trình diễn của T1 trong ván vừa rồi? Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Rõ ràng luôn nha, Biosix là đầu game lò một cái góc rất là đẹp để mà có thể găng được vào Z, rồi chưa kể là găng được đường dưới nữa. Rồi sau đó họ có Baron, họ vẫn không kết thúc được, họ không thắng được luôn. Sau đó là trải qua vô vàn khó khăn mà Biosix kiểu cố từng chút một luôn, xong cái thua. Bởi vì là lúc giao tranh pha cuối á, con Phelos trong tay của người chơi xạ thủ bên phía của Team Liquid. Huyết tinh và trọng trường. Đúng rồi, huyết tinh trọng trường. Tại sao lại đánh huyết tinh trọng trường? Ai đánh vậy bao giờ? Còn cái ánh trăng nhận lối để làm gì? Cầm chân 5 người á, sát thương đâu sao mà đánh? Nói chung là đáng tiếc. Rail mở rất là đẹp nha. Đúng rồi, mở rất là đẹp rồi. Nhưng mà bỗng dưng chúng ta nhìn lại thì Pudding bảo là súng Afe không đẹp tí nào cả. Và bỗng dưng cái pha đó thì Afe bị Ash liên tục làm chậm và bắn thẳng vào người nữa. Và rồi ăn nguyên cái lệnh sóng âm luôn. Coi như là đứng đó rồi nằm luôn, không làm được gì hết. Nhạc sĩ Phạm Mừng Quỳnh cũng đang có một bài hát đang khá là trending. Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì? Và tôi cũng không biết hai đội đánh kiểu gì. Họ đã liên tục thi nhau mắc lỗi, cả hai đội đều để ra những cái khoảng trống và cái lỗ hổng ở ván thi đấu này cho đối phương khai thác rất là nhiều. Nhưng cuối cùng thì T1 là người mà đã tận dụng được cái sai lầm chí mạng ở một thời điểm rất là quan trọng và khiến nhân viên của Team Liquid phải ôm hận. Và nếu như để mà nói thì bên phía của Team Liquid đã phạm cái lỗi chí mạng ở cái pha nào để cho T1 có thể cự lại ở cái đoạn giữa và cuối game như vậy, hãy bước đi. Em nghĩ là tình huống then chốt là ngay cái giai đoạn Baron đầu tiên. Em thấy team họ đang có lợi thế thì em nghĩ là chỉ nên gọi là gai kiểm soát để áp lực bên phía team T1. Nhưng mà họ lại chọn cách là ép Baron win. Thì sau cái tình huống đó thì T1 họ gỡ lại được 4 mạng và chỉ giữ lại được một cái búp của con Lee Sin. Và cũng không có vận hành được cái con Baron, cho nên con Baron nó coi như là không có gọi là mang gì lợi thế gì cho team mình, mà còn bị bên kia vác mạng lại nữa. Có nghĩa là họ thấy cái lợi thế của mình đang có và họ muốn ép đối phương một tiêu lớn. Nhưng mà đội hình bên phía còn lại thì có những gì để giao tranh mạnh ông hang Baron hả anh Điền? Bên phía của T1 á? Bên phía của T1 trời ơi, một đống luôn á, chứ không phải là một ít nữa. Một cái lợi sóng âm, một cái hộp chúc điên loạn. Rồi nhiêu đó họ là đủ rồi đó. Nhiêu đó họ là quá nhiều thứ để mà có thể gọi là gây khó dễ cho bên phía của Team Liquid có thể đánh được luôn. Nhất là cái pha mà gần hang Baron lúc mà Pudding nói á, thì cái hợp chất điên loạn của Kera dứt điểm được cả người chơi đường giữa của bên phía Team Liquid luôn. Thì một người hỗ trợ có thể làm được điều đó thì bên phía của Team Liquid ngay từ lúc đó là tôi nghĩ là họ có thể kéo dài thời gian ra hơn rồi. Thực ra nếu như càng về sau càng họ càng mạnh hơn, càng về sau họ càng mạnh hơn, đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà không biết bằng lý do gì đó, ở ngay trong giai đoạn giữa game họ quăng cái bụp. Họ vội và họ đã có những cái tình huống đi lẻ. Hồi nãy Pudding cũng có chia sẻ là đội hình bên phía của T1 họ bích một cặp bot rất mạnh với Ash cộng với Rataclass. Thì cảm nhận của Pudding là lý do tại sao T1 lại bích như vậy? Thì em nghĩ thì họ đã chuẩn bị cho con bài JC đi top. Thì họ muốn là bích cho cặp bot của họ Winland để cho hai người đó tự chơi.
và sau đó là owner sẽ đánh dòng quyền đầu lên trên và sau đó sẽ xuống cover bot lại. Ừ, là họ cũng làm tốt được cái mục đích là sẽ cho cái cánh trên của mình, đó chính là con Jay, thật sự khỏe. Và Jay của Zed mặc dù cũng đã có những cái mạng nằm xuống nhưng mà anh ta có cái tỷ lệ thăng tiến sức mạnh rất là tốt. Về sau những cú cầu sánh vào người của xạ thủ đối phương cũng rất là áp lực. Và thậm chí hồi nãy anh Bá Điền nhắc là những cái nguồn tài nguyên, những cơ sở đánh của Hamadon đó, chúng ta quên con Jay nữa. Nếu bạn gom 5 người lại thì khác gì là cái bia tập bắn cho Jay, đúng không nào? Và Jay lên cả ngọn giáo Sojin nữa thì về cuối ván thi đấu cái tốc độ hồi chiêu rất là nhanh. Cho nên là tôi nghĩ Team Liquid họ đã làm rất tốt, đặc biệt là màn thể hiện của Biosic ở thời điểm hiện tại. Anh ta đã giúp cho một cái đội hình mà cần rất nhiều thời gian bỗng dưng có rất nhiều khoảng trống. Nhưng có lẽ là về mặt kinh nghiệm hay gì đó thì Team Liquid họ sẽ thua thiệt. Thật ra là về tôi nghĩ rằng là về mặt kinh nghiệm nha, nó không có tới mức đó. Họ có vài pha coi như là họ vội quá, nhất là những cái pha quyết định có thể là họ đánh chậm lại một tí. Khi nào mà họ có một cái nhịp di chuyển vào thì tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp để mà họ có thể đưa ra cái quyết định của mình nó dễ dàng hơn. Ở thời điểm hiện tại sau cả vòng khởi động và đây chính là trận đầu tiên của vòng switch thì những vị tướng cũng đã lộ ra rồi. Bước đi nghĩ là đây có thực sự là toàn bộ meta của phiên bản 13-19 kia. Còn những vị tướng nào, chắc chắn là bữa giờ em cũng theo dõi nhiều đúng không? Còn những vị tướng hot nào mà cho em cho là nó sẽ thực sự đáng tranh chấp nhưng mà cho tới thì hiện tại nó vẫn chưa xuất hiện? Em nghĩ là với... Kể từng đường luôn cho nó dễ. Với đường dưới của em á thì em nghĩ là vẫn là Kai'Sa với Sajja và Rail với Rakan. Thì... Nó xuất hiện rất là đều. Đúng rồi. Còn bên phía T1 họ bích cặp đó gọi là cái bản chất riêng của họ. Còn về phía mid thì em nghĩ là meta này là con Ori với con Syndra là hai cái con đó là nếu không ban thì cứ xì ban qua lại hoài luôn. Liệu rằng chúng ta có thể có sự xuất hiện của những đấu sĩ vật lý của đường giữa không? Kiểu như là Jay cũng đang được tin dùng, nhưng mà Yone cũng là một trong những vị tướng mà rất nhiều mid lane đang trend, thậm chí là tối hôm qua thì Faker cũng đã spam con Yone rất là nhiều trong rank, cả Silas nữa. Em nghĩ là những cái lượt bích đó là lượt bích cao tờ. Còn về phía con bích con JC thì em nghĩ là cái đó phải là do cái cách vận hành của team. Thì nếu có con Maokai thì em nghĩ bích con JC sẽ ngon. Một phiên bản mà thật sự chúng ta đang thấy rất nhiều sự đổi mới. Và đây là phiên bản thi đấu của Trung Quốc Thế Giới. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái ngoài lề một chút xíu. Đó là phiên bản tập leo rank cùng Pudding ở phiên bản 13.20. Theo Pudding nghĩ là 13.20 đang có những vị tướng nào mạnh? Thực sự đáng để dùng nha. Hiện tại bây giờ thì hot pick là con Yinit. Và sau đi kèm theo đó là vẫn là con Sajja. Vẫn là Sajja, một vị tướng đã quá quen mặt khu vực đường dưới. Và Jhin ở thời điểm hiện tại thì theo Moody nghĩ điểm mạnh nó là gì? Nó mạnh ở đâu và nhờ cái gì nó mạnh lên? Do là cây kiếm Nugan được buff. Với lại cái nội tại của con Yinit với cái R của nó cũng được buff. Thì con Yinit nó điểm mạnh là vét mạng, mà cái R được buff thì em nghĩ là có thể sử dụng G để vét nhiều mạng. Một sự thay đổi mà ta có thể hứa hẹn là ở những phiên bản thi đấu tiếp theo chúng ta sẽ có được rất nhiều sự xáo trộn khu vực dưới. Còn đây chính là tổng bản sát thương đến từ cả hai đội tuyển ở trận đấu vừa rồi. Anh Bá Điền nghĩ như thế nào về con Jay của Zed? Con Jay của Zed thì gây quá nhiều sát thương. Khi mà anh nhìn vô cái bản sát thương đó thì rõ ràng là bên phía của Team One, Jay là vị tướng gây được nhiều sát thương nhất ở trong đội hình của họ. Và giờ đây thì nếu mà được thì bên phía của Team One, tôi nghĩ là họ là đội đầu tiên ở trong World tới tính tới thời điểm bây giờ là mang Jay lên khu vực đường trên. Chứ thường thường chúng ta sẽ thấy Jay ở khu vực đường giữa không à. Không có bao giờ mà thấy Jay ở khu vực đường trên bởi vì nó quá yếu khi mà đối đầu với các tướng thuộc dạng đấu sĩ so với bên phía bên kia. Nhưng mà bên phía của Team One họ có thể làm được khi mà liên tục kêu gọi Honor lên khu vực. Tại vì họ có Zed. Yeah yeah. Bao quanh trăm Jay ở mấy chủ Hàn Quốc. Và thêm nữa là chúng ta thấy sự tự tin đến từ Summit khi anh ta chọn chức tướng tay ngắn, đó chính là Kassante, để đi ngược lại so với trên phía bên kia. Nhưng mà thiết quanh họ đã làm rất tốt, họ đã điền tên mình vào cái pool 1-0 rồi và hứa hẹn là cái bảng đấu này sẽ có rất nhiều đội tuyển mạnh, tại vì những đội tuyển 1-0 sẽ phải đấu với nhau. Và cặp đấu tiếp theo chúng ta sẽ có tiếp tục là một seed 2 đánh với seed 3 ở cuộc đối đầu giữa Cloud9 và Mad Lion. Để coi lần này là một trong Cloud9 hay Mad Lion họ sẽ có một cái content gì khi mà bước ra khỏi xe không? Lần trước thì chúng ta nhớ là nãy Team Liquid thì God Ahead, Abandoned. Đến cả cái việc mà Piosic anh ta đánh rất là hay ở trong ván đấu vừa rồi nhưng mà cũng không thể nào mà thắng được.
Thì anh nghĩ sao? Tôi nghĩ đây sẽ là một cặp đấu rất nhiều duyên có, nợ. Có Yumi kìa. Rất là dễ thương đúng không nào? À, một cặp đấu rất là duyên nợ. Nó không chỉ là một trận quyết định để vào vòng trong, mà nó còn là một cuộc đấu giữa hai khu vực. Và chúng ta thấy rồi, cạnh tranh rất gay gắt đó là LEC và LCS. Bữa chúng ta còn thấy một cuộc so kè BO5 giữa hai đội tuyển là Golden Guardian và BDS rồi. Và tỷ số hiện tại đang nghiêng về khu vực LEC. Liệu rằng Seed 2 đến từ khu vực LCS là Cloud9 họ có khả năng thắng được bên phía của Mad Lion và Seed 3 bên phía của LEC hay không? Nhìn tương quan vượt lượng một chút xíu nha. Nãy giờ chúng ta có Lee Sang-hook ra sân rồi, thì chúng ta có anh Sang thờ lạnh. Nhưng mà công nhận cái áo Mad Lion lần này làm đẹp thiệt, màu hồng, màu tôi thích. Chúng ta nói mấy cái phát bên ngoài xíu. Anh biết Mad Lion đến từ đâu không? Mà là một đội tuyển đến từ... Nếu như xem bóng đá, anh biết đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không? Không. Đó chính là Real Madrid. Ok. Và Mà là một đội tuyển của Tây Ban Nha, của thủ đô Madrid. Oh. Và thậm chí là con sư tử. Và cái chữ Mad á, thì chữ Mad đó là viết tắt cho Madrid. Và thưa các bạn, nếu như các bạn muốn xem game bất kỳ khi nào và bất kỳ ở đâu, thì ngay lập tức hãy truy cập vào LL Esports để có thể xem thêm nhiều nội dung hơn đến từ chúng tôi. Và có thể truy cập thêm vào trang YouTube Gaming. Em có biết mấy cái đó không? Em không luôn. Có lẽ là các tuyển thủ của chúng ta sẽ tập trung trend nhiều. Tại cái chữ Mad đó, nó có cái cách chơi chữ, vừa là một tính từ, vừa là một danh từ, khi đó là Madrid. Rồi, bổ sung kiến thức của bổ sung kiến thức. Và con Lion, Lion đó là cái bể phun nước của Tây Ban Nha. Và đó chính là những diễn biến trong ván thi đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa T1 và Team Liquid.